Dạ rõ thôi. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi trước khi vào cái bài của buổi sáng á, thì cô nói một tí xíu về cái bài buổi 7 ha. Thì như cô đã up lên rồi á, thì các bạn có thể tải về và xem trước những cái bài mà trong cái ô mà cô đã dặn ha. Khoảng tầm mười mấy bài thôi. Trên khoảng 30 mấy bài tổng cộng, nhưng mà mình chỉ xem trước là khoảng mười mấy bài. Và trong mười mấy bài đó thì mình sẽ áp dụng là kiểm tra trong buổi 7. Cụ thể á, là mình sẽ làm T-RAT và I-RAT ở trong buổi 7 lúc mà mình học luôn. Còn cái phần mà mini test thì cô sẽ có một bài kiểm tra sau cho các bạn. Rồi thời gian làm bài mini test thì cũng sẽ cùng một ngày với lại cái buổi học của mình luôn ha. Cho nên tối bữa đó thì các bạn sẽ làm bài luôn. Rồi bây giờ mình vào luôn cái bài của buổi sáng nha. Bài buổi sáng này thì tương đối là nhẹ nhàng với mọi người nếu mà đã học kỹ ở cái phần immunoglobulin của bài protein và những cái xét nghiệm mà liên quan đến IgG, IgM, thì các bạn chỉ cần nhớ được ý nghĩa của IgG, IgM là các bạn đã làm được rất là dễ rồi. Rồi với bài buổi sáng này là bài các xét nghiệm, các kích xét nghiệm ở trên liên quan đến miễn dịch. Và mục tiêu của mình á, là sẽ trình bày được các yếu tố của hệ miễn dịch. Cái phần này là phần mình nhắc lại, nhưng mà cô có quyền kiểm tra nha, bởi vì mọi người đã được học ở trong những học phần trước rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ trình bày được các xét nghiệm, nguyên tắc ứng dụng của các loại xét nghiệm miễn dịch mà mình đang sử dụng ở trên lâm sàng. Thì mình sẽ không trình bày hết tất cả mà mình chỉ xem những cái loại mà mình thường dùng mà thôi. Về biện luận các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trên một số bệnh do virus, vi khuẩn và bệnh tự miễn. Trên virus đó, thì mình sẽ tìm hiểu về hai loại virus mà khá là phổ biến hiện nay, đó là virus viêm gan và virus HIV. Về vi khuẩn thì mình sẽ tìm hiểu về vi khuẩn giang mai và một vi khuẩn gây loét dạ dày tá tràng, đó chính là Helicobacter pylori. Và bệnh tự miễn, trên bệnh tự miễn thì có rất là nhiều cái xét nghiệm miễn dịch kháng thể, nhưng mà mình chỉ đề cập đến hai kháng thể thôi. Về tài liệu tham khảo thì tài liệu tham khảo chính trong phần này là một tài liệu tiếng Anh, bởi vì cái phần miễn dịch này nè, sách tiếng Việt á, chưa có nhiều, cho nên các bạn sẽ thấy là trong phần tài liệu tham khảo toàn bộ là tài liệu tiếng Anh ha. Chính vì tài liệu tiếng Anh á, cho nên ở đây cô cũng có ghi cái phần tiếng Anh ở phía sau để các bạn dễ dàng tra cứu tương ứng với những từ tiếng Việt ở phía trước. Ở phần này thì mình sẽ nhắc lại. Phần này cô gọi các bạn nhắc lại giùm cô nha. Đầu tiên, miễn dịch và đáp ứng miễn dịch là gì? Mời bạn 0682 Trần Thi. Hình như bạn không có đó phải không? Rồi, tiếp bạn khác nha. Không 339 Nguyễn Hoàng Sơn. Không 339 Nguyễn Hoàng Sơn.
Như vậy là thêm một bạn không có luôn đúng không? Rồi bạn Sơn nhắc nhắc lại cái phần mà miễn dịch và đáp ứng miễn dịch nha bạn. Bạn cho biết miễn dịch và đáp ứng miễn dịch là gì? Alo, alo. Rồi cô nghe đây. Dạ, thưa cô, là miễn dịch là một cái chức năng của cơ thể để mà bảo vệ cơ thể khỏi các yếu tố bên ngoài tấn công vào non cơ thể. Rồi còn đáp ứng miễn dịch Còn bạn. còn đáp ứng miễn dịch là ý là nói là cái khả năng của cơ thể là đáp ứng bao nhiêu, là khoảng bao nhiêu phần trăm, hoặc là ý là nó cái mức độ mạnh hay yếu của miễn dịch, em nghĩ là vậy. Rồi, cảm ơn bạn nha. Như vậy thì miễn dịch là giống như bạn nói là khả năng của cơ thể chống lại những tác nhân xâm nhập để bảo vệ cơ thể. Về đáp ứng miễn dịch là khả năng của cơ thể tạo ra kháng thể hoặc là những cái yếu tố miễn dịch để giúp cho cơ thể chống lại những tác nhân xâm nhập đó. Tiếp theo nha, mình sẽ có định nghĩa về kháng nguyên và kháng thể. Cô sẽ mời tiếp. Không 945 Phan Minh Tuấn. Bạn coi đó không? Không 945 Dạ Phan Minh có Tuấn. người, Rồi, có bạn người. trả lời giúp cô. Kháng nguyên và kháng thể là gì? Cô kháng nguyên là những trước khi xâm nhập vào cơ thể thì sẽ được hệ thống miễn dịch nhận biết và sinh ra các kháng thể tương ứng để kết hợp với đặc hiệu là kháng nguyên. Rồi, còn kháng thể? Dạ cô, kháng thể cô là những chất được sản xuất để nhận biết được sự xâm nhập của những sinh vật ngoại lai, thì kháng thể sẽ giúp tiêu diệt những cái ngoại lai có hại của đó đối với cơ thể của mình. Rồi, cảm ơn bạn. Như vậy á, thì mình sẽ có một khái niệm kháng nguyên. Kháng nguyên thì một nãy giờ bạn cũng nói đúng một phần ha. Đó là những chất mà gây nên cái đáp ứng miễn dịch đặc hiệu và những chất này nó sẽ tương tác với các sản phẩm của hệ miễn dịch để tạo ra cái phản ứng miễn dịch để có đáp ứng bảo vệ cơ thể khỏi các yếu tố từ bên ngoài, ví dụ như là vi khuẩn hoặc là virus hoặc là ký sinh trùng hoặc là nấm. Chính vì vậy mình sẽ có những cái xét nghiệm miễn dịch liên quan đến vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, liên quan đến nấm luôn ha. Ngoài ra thì những cái kháng nguyên á, nó có thể là những cái yếu tố bên trong cơ thể mà bị cơ thể là nhận diện là yếu tố lạ và sẽ sinh ra kháng thể, thì lúc này cái đó gọi là hệ thống tự miễn dịch. Về kháng thể là các protein mà được tạo ra bởi hệ hệ miễn dịch của cơ thể và để đáp ứng một hoặc là nhiều kháng nguyên ha. Như vậy thì những kháng nguyên khác nhau sẽ tạo ra những kháng thể khác nhau. Bình thường á, trong cơ thể thì nó sẽ nhận biết là các phân tử từ bên ngoài vào, ví dụ như là các protein nè, carbohydrate nè, lipid nè, hoặc là axit nucleic.
nó đều có thể nhận diện là kháng nguyên và tạo ra kháng thể. Thì thường á, nó nhận diện đó là các những cái phân tử mà lớn hơn 500 Dalton. Còn những cái phân tử nhỏ hơn á thì thường sẽ không có đáp ứng miễn dịch, hoặc người ta gọi những cái phân tử nhỏ hơn mà có đáp ứng miễn dịch hay là có tính sinh miễn dịch á, người ta gọi cái đó là hắc ten ha. Cái này nhắc lại cho các bạn biết thôi. Rồi, hồi nãy mình có nhắc đến á là protein nè, carbohydrate nè, lipid nè, axit nucleic nè. Những chất này khi mà vào xâm nhập vào cơ thể đều có thể là mang tính là kháng nguyên và kích thích cho cơ thể tạo ra kháng thể. Như vậy, trong bốn chất protein, carbohydrate, lipid và axit nucleic, chất nào sẽ kích thích sinh miễn dịch mạnh nhất? Mời một bạn nha. Một ba tám năm Nguyễn Thị Hồng. Dạ em thưa cô ạ. Dạ thưa cô, em là axit Tại sao? nucleic. Dạ thưa cô, em là nó là mình có tạo gen đó cô, nên thành ra là em nghĩ nó sẽ phù hợp với cơ thể và dễ khiến cho cơ thể đáp ứng được hơn ạ. Rồi, cảm ơn bạn nha. Mời một bạn khác. 1667 Nguyễn Thanh Phong. Dạ, em nghe cô ơi. Rồi, mời bạn trả lời. Theo em là em nghĩ là protein thì nó sẽ dễ hơn. Tại Đúng, có vì hai đáp án rồi đó. Một là axit nucleic, hai là protein. Một bạn khác nha. 2205 Lê Ngô Tuấn An. Rồi, mic của bạn bị hư thì bạn có thể nhắn tin liền nha. Rồi, một đáp án nữa là protein. Như vậy thì khảo sát nãy giờ ba bạn, có hai bạn cho đáp án là protein, thì đáp án của mình cũng là protein, và đặc biệt là những cái protein mà nó lớn hơn 500 Dalton như lúc nãy mình nói thì nó sẽ có tính là sinh miễn dịch mạnh nhất. Và thường thì các bạn sẽ thấy là trong các vaccine thì người ta sẽ ưu tiên là sử dụng những cái protein để kích thích cho cơ thể tạo ra kháng thể, hoặc người ta có thể sử dụng những cái sản phẩm mà có glucid lipid mà kết hợp với protein để tăng tính sinh miễn dịch. Ví dụ như là glycoprotein hoặc là lipoprotein. Tiếp theo mình sẽ có một cái định nghĩa về chuyển đổi huyết thanh. Chuyển đổi huyết thanh là gì? Mời bạn Ngọc Minh. Bạn Minh có ở đây không? Như vậy mời bạn tiếp theo nha. 0823 Đoàn Thị Hải Yến. Dạ, như cô chuyển đổi huyết thanh là xảy chuyển ra đổi huyết khi thanh là gì bạn?
về cái chuyển đổi huyết thanh hay là cái thuật ngữ seroconversion này là cái biểu thị cho cái việc mà khả năng miễn dịch của cơ thể. Ví dụ như là khi một kháng thể ở trong cơ thể lúc đầu là âm tính nhưng và có tác động của kháng nguyên vào thì lúc này cơ thể kích thích sinh miễn dịch và có kháng thể thì lúc này mình xét nghiệm là dương tính thì cái này gọi là chuyển đổi huyết thanh. Rồi thì mình sẽ có ứng dụng của phần miễn dịch đó, thì mình sẽ có phần tiêm ngừa nè, có những cái bệnh tự miễn hoặc là liên quan đến ghép tạng thì mình sẽ có những cái kháng nguyên tương hợp mô, ví dụ như là MHC hoặc là HLA thì người ta thường xét nghiệm những cái kháng nguyên này để tránh thải ghép khi mà thực hiện cái ghép nội tạng ha. Rồi hoặc là trong ung thư thì người ta cũng tiến hành xét nghiệm miễn dịch. Ở đây mình có định nghĩa là những cái thành phần quan trọng đó là kháng nguyên, là những chất kích thích và phản ứng của sản phẩm đối với đáp ứng miễn dịch. Rồi gồm có enzyme nè, gồm các độc tố vi khuẩn về độc tố vi sinh vật hoặc là khối u, các yếu tố tự miễn. Kháng thể là cái protein mà tạo ra nhờ có hệ thống miễn dịch của cơ thể và mục đích là nhằm đáp ứng với kháng nguyên. Thì một kháng thể có thể đáp ứng được với một hoặc nhiều kháng nguyên ha. Phản ứng kháng nguyên kháng thể thì đây là cơ chế mà để bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Ở đây mình có một ví dụ về các loại virus và cụ thể ở đây là virus SARS-CoV-2. Các bạn sẽ thấy ở trên virus này nó sẽ có những cái glycoprotein gai nè hoặc là M-protein. Rồi các protein ở trên vỏ hoặc là ở trong này thì nó sẽ có acid nucleic. Thì theo như các bạn á, nếu mình dùng chữ kháng nguyên thì cô nói là kháng nguyên là toàn bộ virus này đúng hay sai? Hello, các bạn nghe rõ không? Nói kháng nguyên là toàn bộ virus này, nghĩa là một virus này chính là một kháng nguyên. Đúng hay sai? Một 443 Ngô Thúy Diễm mời bạn trả lời câu hỏi. Dạ cô. Alo cô. Dạ em nghĩ là nguyên con virus này là kháng nguyên thì sai. Tại sao? Tại sao? Rồi, dạ. Để cô mời bạn khác nha. 1945 Bùi Thị Như. Như vậy là thêm một bạn nữa đúng không? Rồi, bạn Bùi Thị Như, bạn trả lời giúp cô là nếu cô khẳng định toàn bộ một virus này mới là một kháng nguyên là đúng hay sai? Rồi, cảm ơn các bạn nha. Thì hầu như các bạn cũng có hiểu trước đó một phần. Ở đây á, mình sẽ thấy có lipoprotein gai nè, có M-protein nè, có hemagglutinin estera nè, rồi có protein vỏ nè, rồi có RNA protein là những cái protein ở trong lõi.
hoặc là các acid nucleic. Như vậy thì mỗi thành phần này đều là một kháng nguyên và nó sẽ kích thích tạo ra những cái kháng thể tương ứng. Như vậy toàn bộ một virus này là một kháng nguyên duy nhất là sai ha. Như vậy thì ở đây mình sẽ đề cập lại các thành phần của hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch của mình thì có thể tạm chia thành hệ miễn dịch bẩm sinh hay là innate. Còn hệ miễn dịch đáp ứng thì là adaptive ha. Hệ miễn dịch bẩm sinh thì các đặc điểm nó chính là bẩm sinh, không đặc hiệu và không có tính nhớ lại. Trong khi hệ miễn dịch thích ứng thì sẽ là những cái miễn dịch mà thu được đặc hiệu và nó chỉ xuất hiện khi là đã mắc bệnh hoặc là chủ động tiêm ngừa. Hệ miễn dịch đã thích ứng này thì nó sẽ có tính nhớ lại, có nghĩa là một lần đầu khi mà vi khuẩn, virus hoặc là một tác nhân lạ nào đó xâm nhập vào cơ thể và cơ thể có những cái đáp ứng thích nghi lại hoặc là có đáp ứng miễn dịch đó ha, thì một lần sau đó khi mà cũng những tác nhân đó hoặc những tác nhân gần giống với những tác nhân đó và nó sẽ kích thích cái hệ miễn dịch tiết lại được những cái đáp ứng miễn dịch ban đầu. Chính vì cái đáp ứng nhớ lại này nè, mình mới có thể ứng dụng để tạo ra vaccine được á. Về thành phần thì hệ miễn dịch bẩm sinh và hệ miễn dịch thích ứng nó đều có một cái phần giao nhau là bao gồm bộ thể, các tế bào thực bào, ở đây cụ thể là neutrophil hoặc là macrophage ha. Rồi tế bào diệt tự nhiên hoặc là cytokine. Riêng hệ miễn dịch bẩm sinh thì nó sẽ có cái hàng rào của cơ thể, đó là bao gồm da, chất nhầy hoặc là những cái enzyme, rồi những chất hóa học hoặc là những cái thành phần mà làm cho cái môi trường của vi khuẩn hoặc là virus đó, nó khắc nghiệt hơn. Ví dụ như là pH acid nè, hoặc là nồng độ muối cao nè, rồi interferon hoặc là lysozyme để phân hủy hoặc là ly giải tế bào. Tiếp theo ở đây, mình sẽ có cái miễn dịch thích ứng thì các thành phần như là bạch cầu hoặc là các miễn dịch thì mình sẽ có loại miễn dịch tế bào hoặc là đáp ứng miễn dịch dịch thể được tạo ra từ lympho T hoặc là lympho B ha. Những cái này thì hầu như các bạn đã được học hết rồi. Đây là một cấu trúc của immunoglobulin. Thì mình biết là có 5 loại chính hiện nay: IgM, IgG, IgD, IgA và IgE. Thì 5 loại này thì các bạn đã được học ở phần protein rồi. Ở đây mình nhắc lại một tí thôi. Nó sẽ bao gồm 2 chuỗi nặng và 2 chuỗi nhẹ. 2 chuỗi nhẹ các bạn thấy nó nằm ở bên ngoài, còn 2 chuỗi nặng nó sẽ nằm sát vào nhau nè. Rồi, nó sẽ có 2 cái đầu. Một đầu là FAB và một đầu là FC. FAB là cái đầu mà các bạn sẽ thấy có 4 cái hình màu xám á. Và FC là cái đầu ở phía sau. FAB, cái đầu này nó có tác động á, là gắn với kháng nguyên. Như vậy á, thì những cái miền mà không đổi và những cái miền biến đổi này, miền biến đổi á, là những cái miền màu xám này nè, còn miền không đổi sẽ là miền màu trắng này nè. Thì các immunoglobulin nó sẽ giống nhau ở cái phần miền màu trắng, nhưng mà cái miền màu xám này nó sẽ thay đổi và nó sẽ quy định là đó là thuộc cái loại hay là mình gọi là class của cái dòng kháng thể nào. Ví dụ như là IgA, IgD, IgG, IgM và IgE. Nếu mà nó gắn với alpha thì mình gọi nó là IgA. Rồi nếu mà nó gắn với gamma thì mình gọi nó là IgG. Nếu nó gắn với delta thì mình gọi nó là IgD. Như vậy thôi ha. Rồi mình sẽ nói một tí về đặc điểm của từng loại immunoglobulin. Trong từng cái lớp immunoglobulin chính này thì sẽ có những cái người ta gọi là subclass, nghĩa là những cái lớp nhỏ hơn.
Ví dụ như IG thì có IG1, IG2, IG3, IG4 vân vân. Rồi IGM cũng vậy, IGM thì cũng có 1, 2 vân vân. Và đặc điểm của IGM thì ở cái phần gắn của nó, cái phần mà thay đổi này nè, thì IGM á, nó là một cái macroglobulin nó khá là lớn, bởi vì nó là có dạng beta so với những cái loại khác là chỉ là dimer hoặc là monomer thôi. Và bởi vì IGM nó lớn như vậy cho nên nó không qua được nhau thai ha. Như vậy IGM nó có cái ý nghĩa quan trọng gì đối với hệ miễn dịch? IGM nó là globulin miễn dịch đầu tiên được tạo ra trong những cái phản ứng miễn dịch sơ cấp, nghĩa là khi lần đầu có một tác nhân lạ xâm nhập vào cơ thể thì loại cái nhóm kháng thể được tạo ra đầu tiên nó thuộc về IgM chứ không phải là những IgG khác ha. Rồi thời gian bán thải của nó hoặc là thời gian phân hủy của nó thì khoảng tầm 10 ngày. Nghĩa là sau 10 ngày thì lượng IgM này nó sẽ giảm dần và thay vào đó là sự tăng lên của IgG. IgG là một cái globulin miễn dịch mà chủ yếu trong cơ thể và cũng là globulin miễn dịch tạo ra khi mình tiêm vaccine. Nó sẽ có ý nghĩa khi mà mình tiêm vaccine ha. Rồi globulin miễn dịch chính trong đáp ứng miễn dịch thứ cấp, nghĩa là trong những phản ứng nhớ lại khi lần sau hoặc là lần thứ hai, lần thứ ba tác nhân lạ xâm nhập vào cơ thể thì chính loại IgG này sẽ bảo vệ cơ thể khỏi những cái tác nhân lạ đó. IgG có thể qua được nhau thai, qua được sữa mẹ nên sẽ đóng vai trò bảo vệ trẻ em luôn. Rồi T1/2 của IgG á, nó sẽ thuộc vào loại dài nhất là khoảng tầm hơn 20 ngày. Về IgA thì các bạn sẽ biết là nó có trong cái dịch tiết hoặc là niêm mạc ruột ở người ha. Nó sẽ giúp bảo vệ ở những cái vùng như là dịch dịch tiết ở mũi nè, hoặc là ở trong nước bọt nè. Rồi IgE, cái loại này là một cái kháng thể chính mà mình sẽ gặp ở những cái phản ứng dị ứng hoặc là như sốc phản vệ nè. Rồi IgD là chức năng không xác định, hiện nay thì người ta cho rằng là nó sẽ có đóng vai trò tín hiệu giống như tế bào beta, nhưng mà cái này hiện nay chưa rõ nên phần IgD này cô sẽ không hỏi nhiều về cái vai trò của nó ha. Về phản ứng quá mẫn, nếu các bạn tra cứu tài liệu này thì các bạn có thể dùng keyword là hypersensitivity, thì nó sẽ hiện chia thành 4 loại. 4 loại chính này bao gồm có loại 1 hay mình gọi là phản ứng quá mẫn tức thì, loại 2, loại 3 và loại 4. Loại 4 là phản ứng quá mẫn chậm ha. Về loại 1, loại 1 đây là một phản ứng mà qua trung gian là cái kháng thể IgE, như hồi nãy mình nói là IgE nó sẽ có liên quan đến những cái phản ứng dị ứng. Và cái kháng thể IgE này nó sẽ được tạo ra do kháng nguyên hoặc là chất gây dị ứng. Nó sẽ có mang tính cá thể hay là cá nhân hóa, bởi vì tạo ra IgE được xác định bởi nhiều yếu tố như là di truyền nè, như là khả năng đáp ứng của tế bào T hoặc là độ mạnh của kháng nguyên trong việc tạo kháng thể. Rồi IgE nó sẽ liên kết với các thụ thể là IgE ở trên bề mặt các tế bào, đó là tế bào mast và tế bào basophil. Nó đưa đến tình trạng là tế bào mast nè, nó sẽ bị ly giải tế bào và giải phóng những cái chất trung gian hóa học. Và đồng thời những cái tế bào như là basophil cũng có thể bị ly giải ha. Rồi chất trung gian đó, hóa học đó có thể là histamine, có thể là các enzyme như là protease, hoặc là những chất hoạt hóa tiểu cầu nè, hoặc là leukotriene, prostaglandin. Như vậy cái hoạt động của histamine á, trong cái phản ứng loại 1 này nó sẽ phụ thuộc vào vị trí mà cái chất hóa học này nó phóng thích. Ví dụ như là trong đường hô hấp thì nó sẽ gây co cơ trơn mà các bạn thấy trong cái tình trạng là dị ứng phấn hoa dẫn đến hen suyễn đó. Rồi trên da thì nó có thể gây
gây đỏ, gây ngứa da, rồi sự hoại hóa rộng rãi của tế bào mast này cũng có thể đưa đến tình trạng là sốc tuần hoàn hạ huyết áp. Đó là tình trạng mà các bạn nhìn thấy trong sốc phản vệ đó ha. Rồi dị ứng thức ăn hoặc là hen suyễn thì đều có thể là liên quan đến cái phản ứng loại 1 này. Đặc điểm phản ứng loại 1 gọi là tức thì bởi vì nó xảy ra rất là nhanh, trong vòng khoảng 20 phút sau khi tiếp xúc với kháng nguyên mà thôi. Về loại 2, loại 2 và loại 3 thì nó sẽ tương tự với nhau. Nó sẽ liên quan đến phức hợp kháng nguyên kháng thể, liên quan đến kháng thể đó là IgM và IgG. Về loại 2 thì đây là các kháng nguyên á, mà nó khu trú ở trên màng của một tế bào đích nào đó. Và các IgM, IgG này sẽ liên kết với các kháng nguyên đó và hoạt hóa cái bổ thể. Nó sẽ tạo thành cái phức hợp, và phức hợp này nó tấn công vào cái màng tế bào, nó ly giải các tế bào đích, dẫn đến là nó kích hoạt các tế bào thực bào và nó giải phóng các enzyme dẫn đến là tổn thương ở mô. Ví dụ cho cái phản ứng loại 2 này thì mình có thể đề cập đến đó là phản ứng liên quan đến nhóm máu hay là kháng nguyên hồng cầu ha. Ở trong cái đó phản ứng liên quan đến cái yếu tố rhesus, Rh âm, Rh dương á. Rồi các bệnh như là thiếu máu tan máu tự miễn nè, hoặc là hội chứng good pasture. Cái hội chứng này, cái màng đích của cái kháng nguyên đó chính là cái màng đái cầu thận, hay là hội chứng này nó sẽ gây tổn thương cầu thận. Về loại thứ ba, loại thứ ba này nó cũng liên quan đến cái phức hợp miễn dịch, nhưng mà cái phức hợp miễn dịch này nè, nó không phá hủy giống như cái loại thứ hai, mà nó sẽ lắng đọng ở các mô và nó sẽ tạo thành cái hạt trong mô đó. Ví dụ cho loại này thì mình có thể kể đến là bệnh huyết thanh, hoặc là những cái yếu tố kháng nguyên kháng thể mà nó lắng đọng ở mạch máu, hoặc là nó tương tự giống như là cái việc mà côn trùng đốt ở một nơi á, mà nó lặp đi lặp lại và chỗ đó nó sẽ gây sưng. Thời gian mà tiếp xúc á, thì 3 đến 6 giờ sau khi tiếp xúc kháng nguyên thì loại 2 và loại 3 sẽ có thể xảy ra. Về loại 4 người ta là chậm, bởi vì các bạn sẽ thấy thời gian ở đây nếu nhanh lắm là 24 giờ. Còn bình thường thì sẽ khoảng từ 48 tới 72 giờ sau khi tiếp xúc. Và loại này người ta gọi là phản ứng hoặc là đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào lympho T. Và các sản phẩm nó tạo ra là các sản phẩm của đại thực bào, ví dụ như là các enzyme nè, các yếu tố đông máu, hoặc là leukotrien, hoặc là cytokine, hoặc là prostaglandin vân vân. Và dấu hiệu của loại 4 này xảy ra đó là sẽ có các u hạt, ví dụ các bạn sẽ thấy u hạt trong bệnh lao ha. Rồi, mình sẽ đi vào cái phần chính hôm nay, đó là xét nghiệm miễn dịch. Cái xét nghiệm miễn dịch này mình còn gọi với cái tên khác là xét nghiệm huyết thanh học, hay là serology study. Xét nghiệm huyết thanh học người ta gọi như vậy là bởi vì sử dụng huyết thanh để làm mẫu, và những cái huyết thanh này nó sẽ có chứa những cái kháng thể. Kháng thể này sẽ chống lại các kháng nguyên đặc hiệu, và cái xét nghiệm này nó sử dụng phản ứng kháng nguyên kháng thể là nền tảng. Chính vì vậy mình gọi nó là xét nghiệm miễn dịch hay là xét nghiệm huyết thanh học. Về phương pháp xét nghiệm thì khá là đa dạng ha, một tí xíu nữa mình sẽ đề cập đến nhiều phương pháp xét nghiệm khác nhau. Về mặt bệnh lý á, thì người ta có thể sử dụng cái xét nghiệm huyết thanh học này để tìm hiểu về suy giảm miễn dịch nè, về bệnh tự miễn vân vân. Bệnh tự miễn ở đây là việc mà tạo ra các tự kháng thể, nghĩa là kháng thể chống lại chính bản thân những tế bào hoặc là những kháng, nó nhận diện những thành phần của cơ thể là kháng nguyên, và nó sẽ tạo ra kháng thể chống lại chính bản thân cơ thể đó. Rồi bệnh suy giảm miễn dịch ở đây thì có thể kể đến là nguyên phát thì sẽ có những cái yếu tố miễn dịch bị suy giảm bẩm sinh, hoặc là thứ phát thì sẽ có bệnh S. Suy giảm miễn dịch là thiếu một hoặc là nhiều thành phần cơ bản của hệ miễn dịch ha.
thì lúc nãy mình đã đề cập đến bốn loại luôn rồi. Ứng dụng của nó thì sẽ là xét nghiệm các phản ứng quá mẫn tức thì, hoặc là nhận biết được những cái phản ứng quá mẫn tức thì, ví dụ như là sốc phản vệ trong tiêm vaccine hoặc là sử dụng thuốc vân vân. Rồi xét nghiệm quá mẫn chặn, tăng đáp ứng miễn dịch bất thường với các chất gây dị ứng, hoặc là đánh giá cái miễn dịch qua trung gian tế bào để kiểm tra xem là có bị nhiễm vi khuẩn lao hay không. Rồi cái ghép thì mình có thể ứng dụng ví dụ như là kháng nguyên tương hợp mô là MHC nè, hoặc là xét nghiệm tìm kháng nguyên bạch cầu người là HLA, và nó sẽ phát hiện ngăn chặn thải ghép. Về bệnh nhiễm thì ở đây mình có thể phát hiện được nhiễm những cái virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng vân vân, và hỗ trợ xác nhận khi mà cái xét nghiệm vi sinh á, nó thực hiện muộn trong quá trình của bệnh. Muộn ở đây có nghĩa là có thể lúc này bệnh nhân đã dùng các kháng sinh và kháng sinh này nó lại có tác động á, là ức chế hoặc là diệt vi khuẩn, thì khi mà mình lấy cái mẫu á, để mình cấy vi khuẩn có thể là không thành công, và chính vì vậy người ta sẽ dùng cái phản ứng miễn dịch. Và đồng thời có một số cái xét nghiệm miễn dịch ha, nó sẽ tương đối đơn giản hơn và tiết kiệm thời gian hơn so với cái việc là cấy vi khuẩn. Đây là một số phương pháp hay là mình gọi là kỹ thuật xét nghiệm liên quan đến phản ứng kháng nguyên kháng thể, hay là cái xét nghiệm liên quan đến miễn dịch đó. Thì ở đây mình sẽ có đầu tiên là cái những cái kỹ thuật xét nghiệm liên quan đến ngưng kết. Ngưng kết thì nó sẽ tạo ra một cái sự đông vón, và mình thường áp dụng là trên các kháng thể của Treponemal. Một chút nữa mình học là liên quan đến bệnh hoa liễu giống như là giang mai, hoặc là liên quan đến kháng thể ở trên hồng cầu ha, thì người ta cũng có thể dùng cái phản ứng ngưng kết này. Rồi phản ứng liên quan đến kết tổ thì nó sẽ liên quan ứng dụng trên cái kháng thể nấm, hoặc là xét nghiệm tìm cái yếu tố gây ngộ độc thực phẩm nè. Một cái kỹ thuật nữa mình cũng thường gặp và thường áp dụng để khẳng định chẩn đoán HIV, đó là phản ứng liên quan đến Western blot hay là immunoblot. Nó sẽ điện di và tách kháng nguyên theo từng nhóm nhỏ để phát hiện cái sự di chuyển đặc hiệu. Nó cũng sẽ tương tự giống như cái phần điện di protein trước đó mà các bạn đã học, chỉ có điều cái này là điện di mà có liên quan đến miễn dịch. Và thường thì nó sẽ được dùng để xác định là có nhiễm HIV hay không. Rồi cố định bổ thể. Ví dụ ở đây đó chính là xác định các kháng thể của một virus nào đó. Miễn dịch huỳnh quang ở đây là phương pháp IFA ha. Phương pháp IFA này cũng có thể sử dụng để khẳng định chẩn đoán HIV. Hoặc là một số ứng dụng khác giống như là tìm kháng thể kháng nhân AMA, kháng thể kháng ti thể AMA. Rồi phương pháp PCA này thì có thể là các bạn đã quá quen rồi. Mục tiêu mình dùng PCR đó chính là để khuếch đại một cái chuỗi acid nucleic nào đó mà lên một cái số lượng lớn, và lúc này thì mình sẽ phát hiện được cái sự có mặt của một cái acid nucleic đó. Ví dụ khi nhiễm HPV hoặc là HCV thì người ta có thể ứng dụng để tìm HPV DNA hoặc là HCV RNA. Rồi ELISA nó là một cái phản ứng mà AIA gián tiếp, mà AIA chính là cái định lượng miễn dịch enzyme. Ở đây mình để hai cái này song song để dễ so sánh ha. AIA ở đây là AIA một cách trực tiếp, còn ELISA là gián tiếp. Tất cả cũng dùng để định lượng một enzyme hoặc là cơ chất kháng nguyên nào đó. Sự thay đổi của hai phản ứng này đều là sự thay đổi về màu sắc, và cụ thể là nó sẽ bắt màu huỳnh quang hay không. Rồi ứng dụng thì khá là nhiều, ví dụ như AIA thì sử dụng trong chẩn đoán viêm gan siêu vi hoặc là suy giảm miễn dịch là HIV. Rồi kỹ thuật giải trình tự DNA thì cái này các bạn có thể thấy là người ta dùng nhiều ở trong cái lĩnh vực pháp y pháp chứng, hoặc là phân tích phả hệ di truyền rồi dịch tễ học cái bệnh nhiễm trùng mắc phải tại cộng đồng.
Rồi cái kỹ thuật đo độ đục, kỹ thuật đo độ đục này thì nó sẽ thực hiện dựa trên nguyên tắc là tán xạ ánh sáng. Nghĩa là người ta sẽ chiếu một chùm ánh sáng vào một cái dung dịch có chứa kháng nguyên hoặc là kháng thể nào đó và đo sự tán xạ của ánh sáng. Sự tán xạ của ánh sáng nó sẽ tăng tỷ lệ với số lượng các phức hợp kháng nguyên kháng thể tạo thành. Nghĩa là số lượng kháng nguyên kháng thể mà nó càng nhiều á thì cái sự tán xạ nó sẽ xảy ra càng khác. Rồi dùng để định lượng các globulin miễn dịch, ví dụ như là IgA, như là IgM, hoặc là định lượng protein phản ứng C nè. Phân tích tế bào dòng chảy. Cái loại kỹ thuật này thì có thể là các bạn sẽ ít thấy, và nó sẽ dùng cái tia laser này, laser ạt gông, để xác định các kháng thể đơn dòng đặc hiệu cho một cái chỉ dấu nào đó của một loại tế bào máu, và nó sẽ giúp mình phân biệt được tế bào T và tế bào B ha, phân biệt được T trợ giúp hay là cái mình gọi là cái dòng CD4 và T ức chế. Rồi, về kỹ thuật lấy mẫu ở trong các xét nghiệm miễn dịch thì có gì đặc biệt? Trong các xét nghiệm miễn dịch thì các kháng thể đặc hiệu có thể được phát hiện trong huyết thanh và các chất dịch khác của cơ thể, ví dụ như là dịch khớp nè, dịch não tủy nè, và những cái này đều có thể trở thành mẫu mà mình lấy trong xét nghiệm miễn dịch. Và ưu tiên thì sẽ là xét nghiệm trên huyết thanh, bởi vì tương đối dễ lấy và sẽ có nhiều cái kỹ thuật xét nghiệm đó, áp dụng được trên cái mẫu này. Về việc lấy mẫu thì mình có thể chia thành hai giai đoạn lấy. Giai đoạn thứ nhất thì mình sẽ lấy vào giai đoạn cấp tính của bệnh, và giai đoạn thứ hai là mình sẽ lấy vào giai đoạn phục hồi. Với mỗi giai đoạn như vậy thì mình có thể lấy một hoặc là nhiều mẫu ha. Mục đích của mình là đánh giá sự chuyển đổi huyết thanh hay là sự gia tăng hiệu giá của một cái kháng thể nào đó. Ví dụ nha, đối với một bệnh thì thường người ta sẽ lấy ở giai đoạn đầu hay là giai đoạn khởi phát của bệnh đó, và sau đó mẫu thứ hai người ta sẽ lấy khoảng tầm 3 đến 4 tuần sau. Đó là khi mà bệnh phục hồi. Hoặc trong một số trường hợp mà cái phản ứng nó xảy ra rõ, hoặc là cái sự tăng hiệu giá này nè nó xảy ra rõ ràng, thì có thể mình chỉ cần một mẫu trong một số trường hợp ha. Rồi thực hiện xét nghiệm huyết thanh trước khi làm xét nghiệm da, bởi vì khi làm xét nghiệm da nó có thể tạo ra các kháng thể và có thể ảnh hưởng đến cái xét nghiệm huyết thanh của mình. Lưu ý về việc dán nhãn và gửi thông tin mẫu. Tất cả đều phải được làm thật cẩn thận, đặt mẫu vào cái túi gọi là biohazard hay là túi nguy hiểm sinh học ha. Cái túi đó nó sẽ có cái mẫu hình vàng vàng giống như ở trên này nè. Và mình sẽ gửi đến phòng thí nghiệm hay là phòng xét nghiệm ngay lập tức. Bởi vì các mẫu mà bị tan máu thì phải lấy lại mới mang được kết quả chính xác. Trong hồng cầu nó có chứa hemoglobin trong mẫu huyết thanh đó, và nó vỡ ra thì nó sẽ có thể cản trở cái giá trị nếu mà mình làm xét nghiệm cố định bộ thể chẳng hạn. Rồi, biện luận kết quả có khác gì với trước đây mình học so với các xét nghiệm khác? Thì tất cả nó cũng sẽ giống nhau ở cái chỗ là phải kết hợp các yếu tố gồm có tiền sử bệnh nè, rồi các yếu tố liên quan đến các phản ứng dị ứng khác. Trong đó mình sẽ nói rõ là tiền sử bệnh mình sẽ tìm hiểu gì ở bệnh nhân. Là mình sẽ tìm hiểu xem trước đó bệnh nhân có bị nhiễm cùng một cái loại vi sinh vật đó, hoặc là vi nấm vân vân, có cùng bị nhiễm chưa. Nghĩa là bệnh nhân đã có miễn dịch với cái loại vi khuẩn đó chưa. Rồi đã tiêm vaccine hay chưa. Nếu có thì khung thời gian tiêm là bao lâu. Ví dụ có những trường hợp vaccine nó chỉ có cái đáp ứng miễn dịch trong một khoảng thời gian là 6 tháng, 1 năm hoặc là 10 năm chẳng hạn. Ví dụ như là cái vaccine mà liên quan đến uống ván á, thì loại vaccine này nó chỉ có hiệu lực trong khoảng 10 năm.
Chính vì vậy các bạn thấy là khi mà đã phải đinh gai hoặc là vật sắc nhọn á, thì người ta khuyên là nên tiêm lại vaccine. Bởi vì lúc này có thể cơ thể của mình á, nó đã hết miễn dịch đối với cái liều tiêm vaccine trước đó rồi. Phản ứng nhớ lại do một cái khác nguyên khác loại gây nên có thể có xảy ra ha. Rồi phản ứng chéo. Phản ứng chéo là các kháng thể mà do một loại vi sinh vật nào đó tạo ra có thể phản ứng với một cái loại hoàn toàn khác. Nghĩa là kháng thể của loại này có thể phản ứng với kháng nguyên của loại khác thì người ta gọi là phản ứng chéo. Rồi bệnh nặng kèm theo có nghiêm trọng hay không nè. Giảm gamma globulin. Đây là một cái loại globulin miễn dịch. Nếu giảm thì có nghĩa là bệnh nhân đang trong tình trạng là bị suy giảm miễn dịch. Rồi có dùng thuốc ức chế miễn dịch hay không, có ghép tạng hay là ung thư hay không. Cái này các bạn có thể thấy trong tình hình hiện nay là người ta ứng dụng để làm nguyên tắc sàng lọc khi mà tiêm vaccine liên quan đến Covid-19 đó. Rồi sự chuyển đổi huyết thanh có xảy ra chưa? Phát hiện được kháng thể đặc hiệu ở trong huyết thanh của một cá thể khi mà nó chuyển từ âm sang dương thì mình gọi đó là chuyển đổi huyết thanh ha. Như vậy thì nếu hỏi là khác biệt so với xét nghiệm vi sinh như thế nào thì trong phương pháp vi sinh á, là mình sẽ dùng phương pháp là phân lập và cấy vi khuẩn trong một mẫu bệnh phẩm mình nghi ngờ và mình sẽ xác nhận là có bệnh hoặc là có vi khuẩn đó nếu mà mình tìm được cái vi khuẩn mà mình cấy. Rồi phương pháp huyết thanh học á, thì nó sẽ không có tìm sự có mặt bằng của vi khuẩn mà bằng cách nó cấy vi khuẩn mà sẽ dùng cái việc đánh giá sự có mặt của kháng thể hoặc là đôi lúc là sẽ đánh giá sự có mặt của kháng nguyên. Thì đánh giá sự có mặt của kháng thể tạo thành do kháng nguyên ha, và hỗ trợ xác nhận kết quả xét nghiệm vi sinh trong giai đoạn mà xét nghiệm vi sinh đã muộn hoặc là dùng kháng sinh rồi hoặc là xét nghiệm vi sinh không cho kết quả rõ ràng và mình vẫn còn nghi ngờ thì mình vẫn có thể sử dụng phương pháp huyết thanh học. Về xét nghiệm trong các bệnh nhiễm vi khuẩn, khi mà bị nhiễm vi khuẩn á, thì các kháng nguyên có thể được chuẩn bị sẵn cho các việc xét nghiệm huyết thanh. Và các kháng nguyên này á, thì thường người ta sẽ chuẩn bị từ các mẫu cấy vi khuẩn từ bên ngoài ha. Và xét nghiệm được sử dụng thường xuyên nhất đó là cái xét nghiệm mà ngưng kết. Cái xét nghiệm đầu tiên mà mình đã nói hồi nãy ha, xét nghiệm ngưng kết. Và xét nghiệm này thì sẽ lấy huyết thanh của bệnh nhân chứa các kháng thể trộn với một cái dung dịch chứa một kháng nguyên nào đó. Sau đó hỗn hợp này sẽ bị ngưng kết và vón cục lại. Thì lúc này mình sẽ đo cái phản ứng kháng nguyên kháng thể. Và các bạn sẽ thấy cái xét nghiệm ngưng kết này nè, nó sử dụng cho rất nhiều loại bệnh và trong đó có cái việc mà xác định là giang mai ha. Ở đây mình sẽ nói về bệnh giang mai. Trong phần vi khuẩn này mình đề cập đến hai vi khuẩn, đó là giang mai và Helicobacter pylori. Đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu về bệnh giang mai. Cái bệnh giang mai là một bệnh hoa liễu tạo ra do sán khuẩn có tên là Treponema pallidum. Và các bạn sẽ thấy trên cái hình ở góc bên phải, góc trên bên phải, đây là hình ảnh của sán khuẩn nè. Và khi không được điều trị thì bệnh này nó sẽ tiến triển qua nhiều giai đoạn và nó có thể kéo dài trong nhiều năm, có thể gây những hậu quả nghiêm trọng và dẫn đến tử vong. Các kháng thể của bệnh giang mai này thì nó xuất hiện khoảng nằm tuần thứ tư đến tuần thứ sáu sau khi mà bị nhiễm bệnh. Có các giai đoạn có thể xảy ra đó là primary là giai đoạn đầu tiên ha. Primary, secondary, latent là giai đoạn tiềm ẩn. Lúc này giai đoạn bệnh nó chuyển từ trạng thái hoạt động sang trạng thái thầm lặng. Sau đó nó có thể bùng phát lên tạo thành cái giai đoạn là tertiary. Đây là một giai đoạn rất là muộn rồi. Về giai đoạn primary hay là giai đoạn 1
thì sẽ có một vài tổn thương ở nơi nhiễm. Ví dụ trên cái hình này các bạn sẽ thấy đây là hình ảnh của tổn thương ha. Tổn thương này có thể xảy ra tại những vùng như là âm đạo nè, như là miệng nè, như là hậu môn nè. Những nơi mà có tiếp xúc với vi khuẩn. Rồi, thường những cái vết thương này nó sẽ không đau và nó sẽ lành dù không có điều trị sau khoảng 3 tuần hoặc là 6 tuần. Và chính vì nó dễ lành như vậy á, nên nó dễ bị bỏ qua. Và mình cần lưu ý với bệnh nhân, nếu đã phát hiện thì cần phải xét nghiệm ngay và cần điều trị sớm, ngay cả khi những cái vết thương này đã biến mất, để tránh chuyển sang những giai đoạn sau. Rồi, nếu chuyển sang giai đoạn 2 thì sao? Ở đây sẽ xuất hiện các vết loét. Vết loét này nó cũng xuất hiện tại những cái vùng như là hậu môn nè, như là miệng nè. Và cái dấu hiệu của nó là sẽ có cái những cái ban đỏ hoặc là những cái nốt trên da như các bạn thấy trong hai cái hình này ha. Hai cái hình này đều là ở giai đoạn 2 hết và đây là những cái dấu hiệu của giai đoạn 2. Và sau đó thì những cái nốt hoặc là những cái ban đỏ này nè, nó cũng tự lành. Có thể ở một số bệnh nhân thì sẽ có phản ứng như là sốt hoặc là bị sưng hạch, do đó đó là đáp ứng của miễn dịch, hoặc là mệt mỏi sụt cân. Nhưng có những trường hợp không xảy ra như vậy, nhưng mà cái đặc trưng của nó chính là những cái vết và những cái ban đỏ này. Nếu không điều trị thì nó sẽ chuyển sang giai đoạn muộn hơn. Dấu hiệu và triệu chứng ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 có thể là nhẹ nè, khó thấy hoặc là dễ bị bỏ qua bởi vì nó tự lành. Trong cái giai đoạn latent hay là giai đoạn thầm lặng, mình gọi nó thầm lặng là bởi vì nó không có dấu hiệu, không triệu chứng gì hết. Và tiếp tục sau đó sẽ là giai đoạn 3 nếu mình không điều trị cho bệnh nhân. Và giai đoạn thầm lặng này thì nó có thể kéo dài khoảng vài năm. Trong giai đoạn thầm lặng này thì nó có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm của mình đó ha. Về giai đoạn 3 là giai đoạn tertiary. Giai đoạn 3 này thì phần lớn nếu được điều trị nó sẽ không xảy ra. Và nếu xảy ra thì nó sẽ rất là nghiêm trọng và nó sẽ phá hủy các cơ quan. Nó ảnh hưởng đến tim, đến não, đến các cơ quan khác luôn và nó sẽ gây tử vong. Bệnh nhân tử vong do giai đoạn 3 này thì có thể là chiếm khoảng thời gian từ 10 đến khoảng 30 năm, thời gian rất là dao động. Có những cái thể giang mai khác, ví dụ như là giang mai thần kinh, lúc này vi khuẩn lan lên não, lên hệ thần kinh trung ương hoặc là lên mắt, nhãn cầu. Cái triệu chứng thì lúc này bệnh nhân sẽ bị nhức đầu nghiêm trọng nè, khó phối hợp các cử động bởi vì nó lan đến những cái khu thần kinh trung ương liên quan đến phối hợp vận động, rồi gây liệt, gây tê, gây thoái hóa thần kinh. Nếu nó xuất hiện ở mắt thì nó sẽ gây thay đổi thị lực, nó gây mù. Về đường lây của giang mai thì hầu hết mọi người đều biết đó là lây qua đường tình dục. Đôi lúc có một số trường hợp ít hơn thôi ha, người ta gọi là đã nhiễm giang mai mà còn xông pha đi hiến máu đó, thì đó là những trường hợp lây qua truyền máu hoặc lây qua đường từ mẹ sang con. Thật ra thì trong khi mà nhận máu của người hiến đó, thì nhân viên y tế vẫn sẽ kiểm tra sàng lọc cái lượng máu đó. Nhưng nhỡ như trong cái lúc mà sàng lọc đó, thì cái vi khuẩn giang mai nó đang ở trong cái giai đoạn thầm lặng, hoặc là mà bị bệnh mà chưa phát hiện đó, thì lúc này nó sẽ tồn tại trong cái mẫu máu và truyền vào trong một bệnh nhân nhận máu khác. Và lúc này cái người bệnh nhân nhận máu sẽ có vi khuẩn ở trong cơ thể, hoặc là truyền từ mẹ sang con ha. Để điều trị giang mai thì dễ nhất là phải điều trị trong giai đoạn sớm và chỉ cần một mũi penicillin G. Điều trị giang mai cần lưu ý là phải điều trị đối tác hay là bạn tình của bệnh nhân. Rồi sau khi điều trị thì bệnh nhân giang mai giai đoạn sớm nên được xét nghiệm trong mỗi 3 tháng đến trong vòng 1 năm để theo dõi các phản ứng có giảm hay không, hoặc là để phát hiện kịp là việc giang mai chuyển sang giai đoạn thầm lặng. Đây là một hình ảnh của một bệnh nhân giang mai ha, đây là giai đoạn 2 đó.
Rồi như vậy để xét nghiệm thì mình có thể sử dụng những phản ứng nào? Mình nói hồi nãy là kháng thể gamma nó sẽ xuất hiện trong máu sau khi nhiễm bệnh 4 đến 6 tuần. Có nghĩa là trước khi xảy ra cái kháng thể 4 đến 6 tuần này thì có thể lúc mình làm xét nghiệm đó, nó sẽ là âm tính. Bây giờ sẽ có hai nhóm xét nghiệm liên quan đến tìm kháng thể gamma. Xét nghiệm đầu tiên đó là nhóm non-treponemal. Cái loại non-treponemal này nó sẽ là không đặc hiệu ha. Và loại xét nghiệm này bởi vì không đặc hiệu cho nên mình chỉ dùng để tầm soát thôi. Và nó có thể dẫn đến dương tính giả hoặc là âm tính giả. Về non-treponemal test thì nó sẽ xác định cái sự hiện diện của reagin. Reagin này là một tự kháng thể kháng cái kháng nguyên là cardiolipin. Đây là một cái xét nghiệm, cái nhóm xét nghiệm không đặc hiệu bởi vì cái kháng thể reagin này nè, nó là kháng thể kháng cardiolipin, kháng phospholipid và nó cũng có thể xuất hiện trong một số bệnh như là lupus ban đỏ hoặc là HIV hoặc là ung thư hoặc là phản ứng với một thuốc nào đó. Thì cũng có thể dẫn đến tình trạng là dương tính reagin ha. Và các xét nghiệm bao gồm xét nghiệm nhanh reagin nhanh huyết tương, mình còn viết tắt là phản ứng RBR, hoặc là xét nghiệm VDRL để tầm soát bệnh. Thì nhắc lại ha, mình sẽ dùng cái nhóm là xét nghiệm không đặc hiệu này, gồm hai phản ứng thường gặp đó là xét nghiệm RBR hoặc là xét nghiệm VDRL. Rồi ngược lại thì mình sẽ có một cái nhóm là xét nghiệm đặc hiệu đó là treponemal test. Loại này thì nó sẽ phát hiện cái kháng thể của các vi khuẩn gamma và dùng để xác nhận bệnh hay là khẳng định bệnh khi mình đã làm xét nghiệm sàng lọc để tầm soát. Những cái xét nghiệm này sẽ bao gồm như là TBBA, đây, một cái loại phản ứng ngưng kết, hoặc là FTA-ABS, cái này là phản ứng kháng thể hấp thụ huỳnh quang. Vì đây là những xét nghiệm phức tạp nên sẽ không được dùng để sàng lọc và chỉ được dùng để khẳng định khi mà cái xét nghiệm không đặc hiệu trên này nó dương tính. Hình này cho mình thấy được á, là trong những giai đoạn khác nhau thì cái độ nhạy của cái xét nghiệm nó cũng khác nhau ha. Bình thường thì kết quả sẽ là âm tính. Còn nếu trong trường hợp dương tính thì sao? Thì sẽ có những trường hợp là bị bệnh thật và có những trường hợp là dương giả. Rồi có thể âm giả khi thứ nhất mình thực hiện xét nghiệm quá sớm, bệnh có thể không hoạt động, hoặc là trong giai đoạn muộn bệnh không hoạt động hoặc là giai đoạn muộn này thì các bạn có thể liên hệ đến các cái phần giai đoạn lúc nãy mình đã nói. Rồi các bạn sẽ thấy ha, cái độ nhạy giữa các giai đoạn thì mình sẽ thấy cái giai đoạn là secondary này, đối với cả xét nghiệm đặc hiệu và không đặc hiệu thì độ nhạy đều rất là cao. Trong khi ở giai đoạn muộn, nếu các bạn dùng phương pháp sàng lọc thì sẽ không thể xét nghiệm được nha. Rồi, bạn có thể đi ra test COVID nha. Về ý nghĩa lâm sàng, khi chẩn đoán gamma thì cần có sự liên hệ với tiền sử bệnh nhân. Nghĩa là trước đó bệnh nhân có tiếp xúc hoặc là đã từng nghi ngờ tiếp xúc đối với cái yếu tố nhiễm hay không. Rồi có các phát hiện thực thể, đó là những dấu hiệu mà mình đã xem ở những slide trước, và kết quả xét nghiệm kháng thể gamma. Tại sao mình nói là kết quả xét nghiệm kháng thể ở đây thì mình phải đề cập đến cả sàng lọc và xác nhận. Cả hai loại xét nghiệm này đều phải dương tính thì mình mới khẳng định là kết quả xét nghiệm này nó dương tính ha. Rồi điều trị gamma thì có thể làm thay đổi cái tình trạng hay là cái diễn biến bệnh, và chính vì vậy nó sẽ làm thay đổi cái tình trạng huyết thanh của bệnh nhân. Điều trị liên quan đến các xét nghiệm mà RBR á, hoặc là VDRL
nó sẽ dễ dẫn đến những cái trường hợp là âm tính giả. Ví dụ ở giai đoạn 1 khi mà chỉ có triệu chứng nhưng mà cái huyết thanh á, nó chưa có chuyển đổi, lúc này chưa có kháng thể ở trong cơ thể hoặc là kháng thể còn thấp và mình chưa xét nghiệm được, thì cái phản ứng RBR hoặc VDRL của mình nè, nó âm tính. Rồi tiếp theo, nếu mà ở giai đoạn 1 huyết thanh đã được chuyển đổi là dương tính kháng thể rồi, VDRL sẽ dương tính, nhưng mà sau 6 tháng điều trị, trong vòng 6 tháng đó nó sẽ trở nên âm tính. Giai đoạn 2, giai đoạn 2 thì khi được điều trị ha, và VDRL nó cũng sẽ lúc đầu á, thì nó dương tính, nhưng mà trong vòng đến 12 đến 18 tháng điều trị thì nó sẽ trở nên âm tính. Và nếu đã điều trị trên 10 năm sau khởi phát thì lúc này mình đánh giá là tình trạng rơi vào giai đoạn muộn, thì VDRL gần như không đổi và nó âm tính á, lúc này mình sàng lọc nó rất là khó và lúc này mình có thể gọi đây là giai đoạn thầm lặng nè. Kết quả xét nghiệm huyết thanh âm tính khi nào? Trường hợp đơn giản nhất là không có bệnh thì sẽ âm tính. Trường hợp thứ hai mình mới xét ở trên là vừa mới nhiễm chưa có kháng thể. Trường hợp thứ ba là giai đoạn ủ bệnh thầm lặng hoặc là dạng không hoạt động. Rồi, lỗi ở cơ chế miễn dịch của bệnh nhân, nghĩa là lúc này không tạo được kháng thể. Rồi, lỗi khi xét nghiệm. Reagen dương tính có kết luận là bệnh giang mai hay không? Thì ở đây mình chưa kết luận được, bởi vì lúc đầu mình khẳng định đây là cái phản ứng không đặc hiệu. Và cái phản ứng này nó có thể dương tính trong một số trường hợp khác. Ví dụ như trong những bệnh lupus ban đỏ cũng có cái reagen này. Rồi trong sốt rét cũng có cái reagen này. Ở đây các bạn thấy ha, đây là bệnh sốt rét nè, nó có cái tỷ lệ là dương tính với reagen là 100%, và đây chính là một cái yếu tố mà gây nhiễu khi mình làm xét nghiệm. Cái phản ứng mà trebonoman test, nông trebonoman để tìm reagen này á, thì nó sẽ bị gây nhiễu bởi khá là nhiều yếu tố. Ví dụ như là khi tăng máu cũng có thể đưa đến trường hợp là dương tính giả, hoặc là trường hợp mà bệnh viêm gan thì cũng có thể đưa đến dương tính giả, hoặc là xét nghiệm quá sớm thì sẽ đưa đến tình trạng là âm tính giả thôi ha. Rồi về xét nghiệm liên quan đến Helicobacter pylori, những cái xét nghiệm nào liên quan đến phát hiện vi khuẩn Helicobacter pylori, bệnh phẩm để sử dụng trong những xét nghiệm này là gì, và phương pháp ELISA này nó sẽ dựa vào cái yếu tố nào của vi khuẩn Helicobacter pylori và độ đặc hiệu như thế nào so với kỹ thuật sinh thiết, thì trong phần này mình sẽ tìm hiểu ha. Về Helicobacter pylori, đây là một cái loại vi khuẩn mà nó có liên quan đến việc viêm dạ dày tá tràng hoặc là loét dạ dày tá tràng, và có thể dẫn đến cái việc là ung thư dạ dày. Chính vì vậy người ta luôn tìm cách để tìm ra nó hoặc là điều trị nó sớm nhất có thể. Bác sĩ sẽ chỉ định các xét nghiệm này khi mà sàng lọc bệnh nhân mà có nghi ngờ nhiễm Helicobacter pylori á, với những cái triệu chứng giống như là ở nóng, buồn nôn hoặc đau dạ dày vân vân. Những vi khuẩn này á, nó có thể có ở khoảng 95% bệnh nhân mà bị loét dạ dày tá tràng. Có thể khi nhiễm bệnh này thì sẽ có cái triệu chứng về đường tiêu hóa hoặc là không có ha. Rồi, nếu có triệu chứng thì người ta sẽ coi đây là nhiễm Helicobacter pylori. Còn nếu mà không triệu chứng thì người ta xem đây là cái việc mà Helicobacter pylori nó cư trú ở trên cái cơ thể của bệnh nhân. Về xét nghiệm, các xét nghiệm sẽ được chỉ định khi mà nghi ngờ nhiễm Helicobacter pylori ha.
để đánh giá được đáp ứng điều trị và tiên lượng. Về xét nghiệm thì hiện nay có 4 cái nhóm xét nghiệm chính. Xét nghiệm thứ nhất đó là nội soi sinh thiết. Và loại xét nghiệm này nó sẽ đưa đến tình trạng là nguy hiểm, khó chịu cho bệnh nhân. Với cái mẫu mà tế bào mình sinh thiết được ở dạ dày của bệnh nhân á, thì mình có thể đưa vào để thực hiện các xét nghiệm là mô bệnh học nè, hoặc là urease nhanh nè. Cái này mình còn gọi là claw test ha. Cái vi khuẩn, hoặc là dùng xét nghiệm PCR để đánh giá xem có vi khuẩn hay không. Một xét nghiệm nữa mình sử dụng đó là xét nghiệm đo hơi thở hay là đo CO2 được đánh dấu đồng vị trong mẫu hơi thở. Trong xét nghiệm này, người ta sẽ cho bệnh nhân uống một cái uống thành phần ure có chứa carbon được đánh dấu thường là C13 ha, và sẽ đo cái hơi thở. Trước khi uống thì người ta lấy một mẫu hơi thở. Uống xong khoảng tầm 30 phút sau thì người ta sẽ lấy một cái mẫu hơi thở khác và người ta sẽ so sánh cái sự sinh ra của CO2 trong hai mẫu hơi thở này. Rồi về xét nghiệm liên quan đến kháng nguyên Helicobacter pylori thì người ta sẽ có thể đánh giá thêm được là ở trong phân. Ngoài ra thì một cái xét nghiệm mà mình đang đề cập ở đây liên quan đến huyết thanh hay là kháng thể, đó là xét nghiệm ELISA dựa vào sự hiện diện của kháng thể IgG đặc hiệu cho Helicobacter pylori. Và các bạn sẽ nhận được kết quả như sau. Bình thường thì ELISA nó sẽ cho kết quả là âm tính trong máu hoặc trong phân, thể hiện là sẽ không có vi khuẩn Helicobacter pylori, không có kháng nguyên trong phân, chứng tỏ không có vi khuẩn. Nếu hơi thở thì ở đây được xác định là âm tính thì con số là 50 dBm, nhỏ hơn 50 dBm, còn lớn hơn 200 dBm thì xác định là dương tính. Nếu trong khoảng giữa không xác định được, mình cần làm thêm một xét nghiệm khác để khẳng định cái vấn đề là có nhiễm hay không. Đối với so sánh độ nhạy độ đặc hiệu với kỹ thuật sinh thiết ha, độ nhạy của cái phản ứng ELISA là 94%, độ đặc hiệu sẽ là khoảng 78%, và nếu so với cái thủ thuật là sinh thiết thì độ nhạy và độ đặc hiệu của độ nhạy của sinh thiết á, thì nó sẽ tương đương với lại ELISA, nhưng mà độ đặc hiệu của sinh thiết sẽ cao hơn rất nhiều, là 99%. Cho nên kỹ thuật sinh thiết sẽ có độ đặc hiệu cao hơn đối với câu trả lời cho câu hỏi này. Như vậy, có những lưu ý gì khi lấy mẫu cho cái việc xét nghiệm Helicobacter pylori này? Về mẫu nội soi dùng làm xét nghiệm á, thì mình có thể sử dụng những cái mô bệnh học hoặc là cái vi khuẩn hoặc là PCR urea nhanh. Thì cái mẫu nội soi này mình sẽ lưu ý cho bệnh nhân là hạn chế ăn uống trước 8 giờ so với cái giờ mà mình lấy mẫu. Rồi với phương pháp á, mà đo hơi thở thì mình lưu ý là bệnh nhân không dùng kháng sinh nè, không dùng bismuth trong 1 tháng trước khi xét nghiệm, không dùng BBI, không dùng sucralfate trong 2 tuần trước khi xét nghiệm, không ăn không uống trước khi lấy mẫu 1 giờ và ở trạng thái nghỉ khi được lấy hơi thở. Còn nếu về mẫu máu thì sao? Máu sẽ được lấy vào một cái ống nghiệm là nắp màu đỏ để lấy huyết thanh ha. Và theo dõi các lưu ý đó là đặt mẫu vào túi nguy hiểm sinh học hoặc là vận chuyển đến lab ngay. Lưu ý khi chuyển mẫu hơi thở đó là mình phải chuyển ở nhiệt độ phòng. Ở trẻ em á, thì người ta sẽ thường dùng mẫu phân hơn là mẫu hơi thở, bởi vì mẫu phân sẽ dễ lấy ở trẻ hơn. Rồi biện luận kết quả thì sao ha? Dựa trên khám lâm sàng và bệnh sử, các thuốc bệnh nhân đã dùng, giải thích điều trị và các xét nghiệm tiếp theo cho bệnh nhân.
Có những người nhiễm nhưng không có triệu chứng. Và xét nghiệm kháng thể trong máu thì sẽ phù hợp khi mà trước đó chưa điều trị với Helicobacter pylori. Nguyên nhân là khi đã điều trị rồi, cơ thể có thể sinh ra kháng thể. Chính vì vậy, nếu mình xét nghiệm có kháng thể, chưa hẳn là bệnh nhân đang bị nhiễm Helicobacter pylori, mà có thể bệnh nhân đã hết rồi. Chính vì vậy ha, mình sẽ thấy các hiệp hội về tiêu hóa và vi sinh của Mỹ, người ta hiện không khuyến khích hoặc là không khuyến cáo dùng cái xét nghiệm máu để chẩn đoán thường quy và đánh giá điều trị. Nếu một xét nghiệm máu dương tính, thì đối với những cái hiệp hội này, họ sẽ khuyến cáo là mình xác nhận lại bằng xét nghiệm kháng nguyên trong phân hoặc là xét nghiệm hơi thở. Rồi, mình đến một cái nhóm xét nghiệm khác, đó là nhóm xét nghiệm liên quan đến các bệnh nhiễm virus. Và xét nghiệm liên quan đến bệnh nhiễm virus này, đó là những xét nghiệm miễn dịch, mà ở đây cái sự chuyển đổi huyết thanh rất là quan trọng. Và việc của mình đó là đi xác định có sự chuyển đổi huyết thanh hay không. Kỹ thuật thường dùng ở đây mình có thể nhắc đến đó là kỹ thuật ELISA nè, kỹ thuật cố định bổ thể hoặc là các kỹ thuật ngưng kết máu như đã làm ở vi khuẩn ha. Đây là hình ảnh về một virus HIV. Các bạn sẽ thấy trên cái virus HIV này sẽ có nhiều thành phần có thể kích thích cơ thể tạo ra kháng thể, và mình gọi nó là những kháng nguyên ha. Rồi, xét nghiệm HIV thì cái mẫu mình lấy đó là mẫu rất là đa dạng. Trước đây á, thì gần như là chỉ lấy mẫu máu, huyết thanh hoặc là huyết tương. Nhưng mà hiện nay có những cái bộ kit xét nghiệm nhanh á, họ cho phép mình lấy được cái mẫu đó là máu mao mạch, nghĩa là chích ở đầu ngón tay nè ha, hoặc là mẫu nước bọt, dùng một cái bông thấm để thấm nước bọt ở trong miệng á. Đối tượng của những cái xét nghiệm này đó là sàng lọc những người có nguy cơ cao. Và đâu là những người có nguy cơ cao thì các bạn có thể tìm hiểu thêm giúp cô về phụ nữ có thai hoặc là trẻ sơ sinh. Đây là những đối tượng cần được đánh giá để phòng và điều trị lây nhiễm từ mẹ sang con. Rồi khi truyền máu hoặc là đánh giá trên các cơ quan cấy ghép thì người ta vẫn sẽ làm sàng lọc HIV ha. Rồi để đánh giá và điều trị và tiên lượng HIV thì người ta cũng sẽ dùng những cái xét nghiệm này. Về thời gian sử dụng xét nghiệm thì sao? Càng sớm càng tốt để mình có thể có được cái điều trị hợp lý và giảm lây nhiễm cho bệnh nhân, thay đổi hành vi và lặp lại xét nghiệm nếu cần thiết. Về các xét nghiệm thì mình có thể kể đến đó là các xét nghiệm mà để sàng lọc và các xét nghiệm để xác nhận. Xét nghiệm sàng lọc thì mình có thể dùng các xét nghiệm ELISA nè, có thể dùng cái AIA nè để hoặc là các test nhanh, và cái này nó sẽ giúp cho bệnh nhân được sàng lọc nhanh chóng. Kết quả của test nhanh thì thường trong vòng 1 giờ nè ha. Để xác nhận hay là xác định bệnh thì các xét nghiệm có thể sử dụng như là Western blot hoặc là IFA hoặc là PCA, trong đó Western blot thường được sử dụng nhiều. Rồi Western blot này thì người ta sử dụng nó để phát hiện các kháng thể mà liên quan đến các kháng nguyên của virus HIV, ví dụ như là GB41, GB120, GB160. Đây các bạn sẽ thấy GB41 nè, GB120 nè, thấy không? IFA, cái kỹ thuật này thì nó sẽ phát hiện kháng thể bằng cách là gắn huỳnh quang. Thì cái này lúc nãy mình có nói về IFA lúc đầu rồi. Và ở đây mình biết thêm một tí nữa là IFA sẽ dùng để khẳng định cái xét nghiệm sàng lọc của HIV. Về định lượng ANA hoặc là kháng nguyên B24 á, thì cái này mình sẽ thường dùng để theo dõi điều trị hơn là để xác nhận ha. Xin lỗi các bạn, chỗ này là PCA, sửa lại giùm cô nha. PCA này, đây là xét nghiệm để khuếch đại axit nucleic. Và
nó sẽ được dùng để theo dõi cái tải lượng virus sau khi nhiễm hoặc là trước khi chuyển đổi huyết thanh. Ví dụ trong những trường hợp xét nghiệm ở trẻ em, trẻ sơ sinh, lúc này trẻ chưa có cái việc mà chuyển đổi huyết thanh, người ta cần khẳng định thì người ta sẽ dùng cái phương pháp là PCR này xem trẻ có bị nhiễm từ mẹ hay không. Về giá trị bình thường thì tất cả các xét nghiệm này đều âm tính ha. Như vậy mình sẽ đọc kết quả xét nghiệm như thế nào? Các xét nghiệm dương tính thì sẽ thể hiện là có virus nhân lên và có sự xuất hiện của kháng thể kháng HIV. Kháng thể đó có thể là IgM, có thể là IgG. Kết quả dương tính thì có thể xảy ra ở những người không bị nhiễm, cho nên mình nói là có thể có dương giả, nhưng mà nguyên nhân tại sao thì hiện nay vẫn còn chưa rõ, cho nên mình không có nhắc nhiều đến vấn đề này. Mình chỉ biết á, là khi mà âm tính thì có âm tính giả, thì lúc này dương tính thì cũng có trường hợp dương tính giả ha. Quá trình nhiễm HIV nó sẽ đi từ giai đoạn thứ nhất là cấp tính, sau đó đến giai đoạn thoáng qua, rồi đến một giai đoạn là nó sẽ làm tăng bạch cầu dạng monocyte. Sau khi tăng bạch cầu dạng monocyte này thì sẽ có cái chuyện quan trọng xảy ra, đó là chuyển đổi huyết thanh. Và khi mà xác định có huyết thanh HIV trong cơ thể rồi á, thì người ta có thể nói là bệnh nhân này có nhiễm HIV. Và khi đây giai đoạn có triệu chứng là nhiễm HIV có triệu chứng ha. Lúc đầu không triệu chứng rồi chuyển sang có triệu chứng và nặng hơn, đó là suy giảm miễn dịch S. Điều trị sớm HIV thì nó sẽ hiệu quả và nó ít độc tính hơn so với điều trị muộn. Rồi phương pháp PCR là nó được dùng để xác định tải lượng virus. Việc PCR dùng để xác định tải lượng virus này, thứ nhất nó có thể dùng làm một cái xét nghiệm khẳng định, thứ hai nó có thể dùng trong theo dõi điều trị và tiên lượng HIV. Chẩn đoán HIV ở trẻ sơ sinh rất khó bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều vấn đề. Thứ nhất là tuổi của trẻ, thứ hai là tình trạng của người mẹ nhiễm HIV hay không. Và đặc biệt là khi mà trẻ này ảnh hưởng của kháng thể nhận từ mẹ ha. Ví dụ nếu mình dùng ELISA, trẻ mà mới vừa sinh ra có thể là được nhận cái kháng thể IgG từ mẹ. Chính vì vậy, cái xét nghiệm ELISA của mình có thể dương tính, mà không phải là do trẻ bị nhiễm bệnh, mà là do kháng thể truyền từ mẹ sang. Hoặc là một trường hợp khác là trẻ đã bị nhiễm rồi, nhưng mà trẻ chưa tạo được kháng thể, thì mình cũng không tìm được cái kháng thể khi mà ELISA, mình dùng xét nghiệm ELISA. Hoặc là chưa đủ lượng virus, nếu mình dùng xét nghiệm PCR, thì mình cũng không thể phát hiện kịp thời. Chính vì vậy, cái mốc mà người ta cần nhớ để xét nghiệm cho trẻ ha, đó là mốc 18 tháng tuổi. Vì các kháng thể thu được từ mẹ, nó có thể tồn tại và nó kéo dài cho đến khi 18 tháng tuổi. Đó là các kháng thể của trẻ. Và trong cái giai đoạn 18 tháng tuổi này thì kết quả nó thường nó sẽ ổn định hơn và chính xác hơn. Rồi, cái phương pháp PCR thì mình có thể áp dụng lại được cho trẻ 6 tháng tuổi. Khi nếu trẻ đã bị nhiễm rồi thì cái phương pháp PCR này áp dụng cho trẻ 6 tháng tuổi có thể dễ dàng khẳng định hơn. Rồi, điều trị ARV sớm, nếu không dùng xét nghiệm, nếu mà dùng xét nghiệm kháng thể thì để xác định hoặc là loại trừ. Về biện luận kết quả, biện luận kết quả thì mình sẽ kết hợp với cái định lượng CD4. Khuyên bệnh nhân cần thực hiện các xác nhận khi mà sàng lọc để khẳng định có nhiễm HIV hay không, và cung cấp các tư vấn nhanh nếu cần thiết, giải thích điều trị với thuốc kháng virus cho bệnh nhân ha. Cái này là mình sẽ cung cấp thông tin điều trị cho bệnh nhân và khuyên bệnh nhân bắt đầu điều trị.
bắt đầu điều trị với cái thuốc ARV hay là thuốc kháng virus này nếu CD4 nhỏ hơn 350 trên 1 microlit, còn 200 lớn hơn 200 microlit, nghĩa là cái khoảng từ 200 đến 350. Kiểm tra nồng độ HIV ANA mỗi 4 đến 8 tuần đến khi không phát hiện và sau đó 3 đến 4 lần một năm. Các yếu tố có thể gây nhiễu trong xét nghiệm đó là giai đoạn cấp khi mà virus nhân lên nhưng cơ thể chưa có kháng thể, thì lúc này ELISA mình xét nghiệm kháng thể chưa có dương tính hay là mình gọi là âm giả. Và cái này ở trẻ là giai đoạn cửa sổ này thì khoảng từ 3 đến 6 tháng và xét nghiệm tìm kháng nguyên HIV sẽ được sử dụng trong trường hợp này nếu nghi ngờ đã nhiễm HIV. Dương tính giả thì cái bộ dụng cụ xét nghiệm á, nó có thể là không đặc hiệu dẫn đến trường hợp là dương tính giả ở bệnh nhân nếu xét nghiệm sàng lọc bằng cái phương pháp là xét nghiệm nhanh. Thì như thế nào? Nếu một xét nghiệm ELISA dương tính thì mình sẽ một á, là thực hiện lại cái ELISA này một lần nữa. Nếu mẫu xét nghiệm lại mà tiếp tục dương tính thì mình sẽ xác nhận là có bệnh ở bệnh nhân bằng một cái phương pháp xét nghiệm khẳng định mình đã kể lúc đầu, có thể là xét nghiệm Western blot hoặc là ESA, hoặc đôi lúc người ta có thể sử dụng PCR. Nếu xét nghiệm xác nhận là dương tính thì đơn giản ha, mình sẽ xác nhận là bệnh nhân có nhiễm HIV và tiến hành tư vấn cho bệnh nhân. Nếu xét nghiệm xác nhận là không xác định thì đề nghị bệnh nhân xét nghiệm lại sau 14 ngày. Còn nếu xét nghiệm xác nhận của bệnh nhân á, là âm tính và có dấu hiệu triệu chứng nguy cơ gì đó liên quan đến yếu tố dịch tễ, ví dụ bệnh nhân nghi ngờ là có quan hệ tình dục với lại cái người nhiễm HIV thì mình nên xét nghiệm lại sau 3 đến 6 tháng cho bệnh nhân. Nếu xét nghiệm ELISA này âm tính và yếu tố nguy cơ của bệnh nhân thấp, không có các biểu hiện bên ngoài liên quan đến HIV thì mình có thể loại trừ. Rồi nếu xét nghiệm này âm tính, ELISA âm tính ha, nhưng mình nghi ngờ bệnh nhân ở giai đoạn cửa sổ thì mình đề nghị bệnh nhân xét nghiệm lại sau 3 tháng. Nếu ELISA âm tính và bệnh nhân thuộc cái nhóm là có nguy cơ cao thì mình sẽ đề nghị bệnh nhân xét nghiệm lại khoảng 6 tháng. Như vậy nó sẽ giống với cái trường hợp là âm tính trong xét nghiệm xác nhận nha. Về cái việc á, là có một số cái trường hợp hoặc tài liệu các bạn đọc thì người ta sẽ không yêu cầu là thực hiện lại cái mẫu ELISA này, nhưng có một số tài liệu á, thì họ sẽ cho thực hiện lại cái mẫu ELISA. Và trên thực tế lâm sàng ha, thì người ta sẽ thực hiện lại cái mẫu ELISA đó. Rồi xét nghiệm HIV ở trẻ sơ sinh, hồi nãy mình nói khó thì ở đây mình sẽ khẳng định cái quy trình làm. Quy trình làm là mình sẽ đánh giá cái sự nhiễm của mẹ, mẹ của đứa trẻ đó có nhiễm HIV hay không. Nếu mẹ nhiễm thì trẻ dưới 9 tháng tuổi sẽ được làm xét nghiệm PCR. Bằng phương pháp á, là người ta sẽ lấy cái mẫu máu gốc chân ở trẻ á, để làm cái xét nghiệm này. Rồi nếu trẻ mà trên 9 tháng cho tới 18 tháng tuổi thì đầu tiên người ta làm cái xét nghiệm kháng thể trước bằng ELISA chẳng hạn, sau đó sẽ xác nhận, và xác nhận ở trẻ thì sẽ bằng PCR ha. Nếu mà dương tính thì xác nhận là trẻ có bị nhiễm. Nếu mẹ không rõ tình trạng nhiễm HIV thì sao? Thì lúc này á, mình sẽ thực hiện xét nghiệm kháng thể và sau đó xác nhận bằng PCR nếu dương tính. Đồng thời mình đề nghị người mẹ này cũng nên làm rõ cái tình trạng là nhiễm HIV luôn. Rồi, khi mà mình kết luận là PCR dương tính á, thì mình nói là bị nhiễm. Còn nếu trường hợp PCR lần 1 mà âm tính thì sao? Mình sẽ xét trường hợp trẻ có bú mẹ hay chưa. Nếu chưa bú mẹ có thể là trẻ sẽ không bị nhiễm, và nếu làm xét nghiệm kháng thể này mà âm tính rồi PCR âm tính thì mình có thể kết luận là trẻ không nhiễm và mình đề nghị làm lại các xét nghiệm kháng thể khi trẻ đủ 9 tháng.
Còn nếu xét nghiệm kháng thể là dương tính thì mình sẽ đề nghị làm lại khi mà đủ 18 tháng tuổi, nghĩa là xét nghiệm kháng thể dương tính kết hợp với PCR âm tính thì mình đề nghị là xét nghiệm làm lại khi đủ 18 tháng tuổi, bởi vì mình nói lúc nãy là kháng thể có thể truyền từ mẹ sang con. Rồi nếu mà có dấu hiệu nghi ngờ thì mình sẽ làm xét nghiệm PCR lần 2, ví dụ trẻ có những dấu hiệu của suy giảm miễn dịch. Nếu trẻ đã bú mẹ, nghĩa là có tiếp xúc với mẹ và có khả năng bị lây nhiễm, thì lúc này mình sẽ thực hiện xét nghiệm kháng thể khi mà trẻ đủ 9 tháng và sau khi cai sữa đủ 3 tháng. Rồi xét nghiệm kháng thể âm tính kết hợp với PCR lần 1 âm tính và trẻ đang bú mẹ thì có thể là không nhiễm và mình sẽ đề nghị làm lại lúc 18 tháng tuổi. Rồi xét nghiệm kháng thể dương tính nhưng PCR lần 1 âm tính, trẻ đã có bú mẹ thì lúc này mình sẽ đề nghị làm PCR lần 2. Nếu trẻ nghi nhiễm dưới 9 tháng tuổi thì mình đề nghị làm PCR lần 2. Lớn hơn 9 tháng thì mình sẽ đề nghị làm xét nghiệm kháng thể và nếu dương thì mình sẽ xác nhận bằng PCR. Rồi, PCR lần 1 mà dương tính thì sao? Thì mình sẽ tư vấn điều trị ARV ngay cho đứa trẻ đó và đề nghị làm xét nghiệm PCR lần 2. Nếu PCR cả hai lần đều dương tính thì khẳng định trẻ nhiễm HIV. Nếu lần 1 dương mà lần 2 âm thì mình sẽ thực hiện cái xét nghiệm PCR lần 3. Và nếu mà lần 3 âm rồi á, thì mình có thể đề nghị là ngừng điều trị ARV cho trẻ và sau đó có thể đề nghị xét nghiệm kháng thể lại đối với một độ tuổi nào đó nhất định. Ở trẻ mà dưới 18 tháng tuổi á, mà có kháng thể HIV dương tính mà đồng thời là biểu hiện là nấm miệng nè hoặc là viêm phổi nặng, đó là những biểu hiện của suy giảm miễn dịch ha, thì có thể điều trị ARV trong khi mình chờ kết quả xét nghiệm khẳng định từ PCR luôn. Và nếu mà âm tính rồi á, thì mình sẽ có thể là ngừng điều trị ARV khi mà mình xác định được là trẻ âm tính. Đối với mà những đứa trẻ đã được điều trị ARV sớm thì cái kết quả xét nghiệm kháng thể kháng HIV á, nó có thể là âm tính. Do đó khi mà xét nghiệm kháng thể kháng HIV á, thì không nên sử dụng cái xét nghiệm này để chẩn đoán hoặc là loại trừ đối với một đối tượng mà đang sử dụng ARV. Như vậy ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái hình là giai đoạn mà các mình có thể tìm được cái HIV này nhờ vào phương pháp PCR hoặc là tìm được những cái kháng thể. Rồi cái hình này cho các bạn biết được là cái xét nghiệm để theo dõi khi điều trị, đó là người ta sử dụng CD4 nè và HIV-ANA. Như hồi nãy mình nói là điều trị ARV sẽ tiến hành khi mà cái CD4 này nó nằm trong khoảng từ 200 đến 350 đó. Các yếu tố mà có thể gây nhiễu đến cái phương pháp xét nghiệm này thì có thể kể đến đó là bệnh trong giai đoạn cấp tính khi có virus nhưng chưa có kháng thể. Đó là cái giai đoạn này nè, chưa có kháng thể ha. Rồi có thể là dương tính sau khi mà 6 tháng kể từ khi tiếp xúc với loại virus. Rồi trong giai đoạn này thì xét nghiệm tìm kháng nguyên HIV có thể giúp mình xác nhận được là có nhiễm HIV hay không. Và bộ dụng cụ xét nghiệm của HIV thì cực kỳ là nhạy ha. Cho đó trong một số trường hợp nó có thể là không đặc hiệu, lúc nãy mình cũng có đề cập. Rồi cái bảng này các bạn xem thêm về phần điều trị ARV. Ở đây mình chỉ muốn nhắc là khi điều trị thì người ta xác định là từ 200 đến 350 là CD4 nè. Và khi bắt đầu điều trị thì người ta sẽ theo dõi là RNA, viral load hoặc là và cả CD4 kết hợp hai cái này. Sau khi bắt đầu điều trị thì người ta sẽ xét nghiệm sau mỗi đến 2 đến 4 tuần hoặc là sau đó là mỗi đến 4 đến 8 tuần.
Nếu mà 2 năm đầu dùng ARV thì người ta sẽ xét nghiệm trong vòng 3 đến 4 tháng, cứ mỗi 3 đến 4 tháng một lần ha. CD4 thì mỗi 3 đến 6 tháng một lần. Mà thường thì mình để ý là sẽ xét nghiệm hai cái cùng lúc. Rồi có thể mỗi 6 tháng thì xét nghiệm CRV ANA Verolog đối với cái trường hợp là CD4 đã lớn hơn 300. Nghĩa là lúc này ARV điều trị hiệu quả thì mình sẽ xét nghiệm sau mỗi 6 tháng. Nghĩa là các bạn sẽ thấy thời gian nó sẽ kéo dài ra từ từ. Giai đoạn đầu á, là mình xét nghiệm trong khoảng 4 tuần một lần. Kế đó là 3 đến 4 tháng một lần. Rồi khi mà có hiệu quả CD4 được duy trì trên 300 thì mình có thể xét nghiệm mỗi 6 tháng một lần. Còn nếu mà khi mình đổi thuốc thì mình sẽ quay lại từ đầu, cứ 4 tuần một lần, rồi sau đó tăng lên, rồi mỗi 3 tháng một lần ha. Lưu ý khi mà điều trị cho bệnh nhân HIV cũng như là khi xét nghiệm cho bệnh nhân HIV thì cần phải đảm bảo được các yếu tố sau. Thứ nhất là bảo mật, thứ hai là đồng thuận, thứ ba là tư vấn, thứ tư là chính xác và thứ năm là phải kết nối với chăm sóc và điều trị. Cụ thể là thông tin bệnh nhân cần phải được bảo mật và khi cập nhật cũng phải được bảo mật luôn ha. Rồi đồng thuận có nghĩa là trong xét nghiệm HIV này khác với các xét nghiệm khác như mình đã học, đó là phải cần có cái giấy đồng ý xét nghiệm của bệnh nhân, trừ trường hợp đó bắt buộc. Ví dụ trong những trường hợp là bắt được tội phạm và tội phạm đó đã tấn công vào những người thi hành công vụ thì họ có quyền là xét nghiệm bắt buộc đối với tội phạm để loại trừ cái yếu tố nguy cơ cho những người thi hành công vụ mà đã bị tấn công, bị chảy máu hoặc là bị cắn chẳng hạn, thì những trường hợp mà có thể xảy ra lây nhiễm. Rồi nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân thì có thể được biết, nhưng mà chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được biết thôi ha. Rồi tư vấn thì được cung cấp thông tin và rủi ro về cái việc có thể xảy ra trước khi xét nghiệm và sau khi xét nghiệm đều phải tiến hành tư vấn hết. Chính xác có nghĩa là quy trình phải thực hiện theo một quy trình chuẩn và kết quả đưa ra phải là chính xác. Bởi vì ngoài cái việc liên quan đến điều trị, nó còn ảnh hưởng đến tâm lý của bệnh nhân nữa. Rồi kết nối với chăm sóc và điều trị thì người có kháng thể kháng HIV thì sẽ được xem là nhiễm HIV và những người này thì sẽ cần được chăm sóc và tư vấn thích hợp, áp dụng xét nghiệm và báo cáo ẩn danh trong một số trường hợp. Ví dụ như là trong trường hợp này thì có thể dùng cái xét nghiệm tại nhà. Như vậy thì một câu hỏi đặt ra là có cho xét nghiệm tại nhà mà không cần giấy đồng thuận, không cần hướng dẫn, không cần áp dụng bây giờ áp dụng báo cáo ẩn danh nhưng không cần giấy đồng thuận được hay không? Thì đa phần trường hợp là đều phải có giấy đồng thuận, kể cả cái việc là xét nghiệm tại nhà. Rồi như vậy thì mình thấy là khi mà hiến máu á, thì người ta sẽ tiến hành xét nghiệm sàng lọc. Sàng lọc trong đó có những cái loại nãy giờ mình học, đó là Genma, đó là HIV và đến một loại nữa đó là virus viêm gan. Viêm gan á, thì có thể gây ra do nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Ở đây mình đang đề cập đến nguyên nhân là virus ha. Thì khoảng 95% cái trường hợp mà viêm gan do virus là do 5 tiếp virus chính này: HAV, HBV, HCV, HDV và HEV. Bởi vì khó chẩn đoán loại virus cụ thể, khi mà nhiễm những virus này thì các bạn sẽ thấy là bệnh nhân có những triệu chứng giống nhau, gần giống nhau. Ví dụ như là ớn lạnh nè, sốt nè, xuống cân nè, rồi mất vị giác hoặc là nước tiểu sẫm màu hơn. Tất cả những loại virus này đều có thể đưa đến tình trạng tương tự. Hoặc là virus HAV này nè, nó còn có thể đưa đến một tình trạng giống như là giả cúm vậy đó. Nó có cái triệu chứng khá là nhẹ giống bệnh cúm và đôi khi người ta có thể bỏ qua cái triệu chứng này, dẫn đến là bệnh nặng hơn hoặc là lây lan cho những đối tượng lân cận.
rồi các xét nghiệm huyết thanh để tìm chỉ dấu virus viêm gan. Mình sẽ sử dụng những xét nghiệm này để xác định cái loại virus. Về cái chỉ dấu huyết thanh thì mình có thể sử dụng trong những cái loại virus khác nhau thì mình sẽ sử dụng những chỉ dấu khác nhau. Ví dụ đối với HAV thì người ta thường sẽ tìm kiếm kháng thể kháng HAV, có thể là IgM hoặc là IgG. Thường thì người ta sẽ tìm trên IgM anti-HAV, bởi vì đối với HAV á, thì cái giai đoạn cấp á, nó quan trọng. HAV không có giai đoạn mãn tính, cho nên người ta thường tìm IgM. Rồi tiếp theo là HPV. HPV thì người ta sẽ tìm rất là nhiều ha, chỉ dấu gồm có các kháng nguyên bề mặt HBsAg, kháng nguyên vỏ là HBeAg, rồi kháng nguyên lõi thì HBcAg. Cái loại kháng nguyên lõi á thì mình chỉ tìm kháng thể chứ mình không có tìm kháng nguyên ha. Rồi anti HBsAg là kháng thể của HBsAg. Ở đây các bạn sẽ thấy cái chữ anti nó đại diện cho chữ kháng thể đó. Rồi anti HBe thì loại này nó sẽ kháng thể kháng HBeAg. Anti HBc chính là kháng thể kháng HBcAg. Hoặc người ta có thể dùng cái phương pháp là PCR để tìm HPV DNA. Rồi HCV, HCV để chẩn đoán thì người ta cần phải kết hợp cả hai xét nghiệm này. Bởi vì anti HCV, cái xét nghiệm này có thể có trường hợp là âm giả. Và đôi lúc nó dương tính nhưng nó không thể hiện được việc là bệnh nhân có miễn dịch hay không. Chính vì vậy HCV ANA luôn luôn cần được thực hiện kèm theo. Rồi HDV, đây là một cái loại virus mà nó đồng nhiễm với virus HPV. Chính vì vậy khi xét nghiệm liên quan đến HDV, người ta lại tiếp tục xét nghiệm viêm gan B HBsAg, rồi xét nghiệm HDAg và anti HDV. HOV thì người ta sẽ tìm cái kháng thể là IgM và IgG ha. Về kỹ thuật xét nghiệm có thể sử dụng trong xác định virus viêm gan, đó chính là ELISA nè, IEA nè và PCR. Mẫu mình sử dụng trên xét nghiệm virus viêm gan đó chính là mẫu huyết thanh hoặc là mẫu huyết tương có chứa ETA. Rồi cái mẫu này mình sẽ gửi đông lạnh trên đá khô ha. Và nếu cần làm xét nghiệm PCR thì mình phải thu thêm một mẫu riêng nữa. Kết quả là bình thường khi các xét nghiệm này âm tính. PCR thì nó sẽ xét nghiệm hay là nó định lượng trên một tải lượng virus nào đó. Và khi mà dưới một cái con số nồng độ nào đó nhất định thì mình xác định đó là tải lượng virus âm tính hay là không phát hiện được virus. Rồi HPV DNA âm tính hoặc không hoạt động trước khi điều trị. Ở slide này, đây là một cái bảng mà mình sẽ tổng hợp về các đặc điểm liên quan đến viêm gan virus. Cụ thể là có HAV, HPV, HCV, HDV, HEV. Ở đây mình kê thêm một cái loại nữa là HCV, nhưng các bạn thấy là loại này nó chưa rõ ràng. Bây giờ mình sẽ đi từ từ ha. HAV thì cái loại này, viêm gan A thì nó cái đường lây truyền mình gọi là ngắn gọn là đường phân miệng, hay là lây nhiễm qua đường ruột nè, đường tiêu hóa, đường thức ăn, rồi được thải trừ qua phân. Và về mặt huyết thanh học á, thì mình có thể phát hiện cái sự hiện diện của IgM anti HAV, thời gian ủ bệnh của nó là khoảng 15 ngày. Rồi tiền sử xã hội và lâm sàng của bệnh nhân thì trước đó là bệnh nhân có tiếp xúc gia đình hoặc là tình dục hay không, rồi trung tâm chăm sóc, rồi nguồn thức ăn ô nhiễm vân vân. Về virus viêm gan B, mình nói về cái phần kháng thể này một tí nha. IgM anti HAV
Hồi nãy ở trong phần kia mình nói là có thể xác định cả IgM và IgG, tại sao ở đây chỉ ghi mỗi cái IgM? Bởi vì đúng thật sự là mình có thể xét nghiệm IgM anti-HAV hoặc là tổng kháng thể cả IgM và IgG. Nhưng HAV quan trọng nhất là giai đoạn cấp tính. Mà các bạn biết là trong giai đoạn cấp tính thì IgM nó sẽ tăng trước. Chính vì vậy cái xét nghiệm IgM này là quan trọng nhất đối với HAV. Nó sẽ giúp là xác định bệnh nhân có bệnh hay không, hoặc là đã phục hồi chưa thì mình sẽ xét nghiệm là tổng số hay là total cái anti-HAV. Về xét nghiệm viêm gan B, đặc điểm của virus viêm gan B là nó có thể lây truyền qua các con đường, đường tình dục, đường máu, các dịch cơ thể hoặc là đường từ mẹ sang con. Trung bình thì loại virus này ủ bệnh khoảng 120 ngày. Đây là một loại virus có một cái lõi trung tâm chứa cái kháng nguyên có tên là HBCAG. Một cái vỏ bao quanh ở bên ngoài, mình gọi cái vỏ đó có kháng nguyên là HBEAG. Và cái kháng nguyên bề mặt của nó sẽ là HBSAG. Các bạn nhớ cái tên kháng nguyên và kháng thể này nha. Rồi các kháng thể mà tương ứng tạo ra thì sẽ giúp mình xác định được là có bị nhiễm viêm gan B hay không. Và sự lây truyền của nó thì có thể là qua đường tình dục, đường tiêm chích ma túy, hoặc là sử dụng chung kim tiêm, hoặc là từ mẹ sang con, hoặc có thể là đường truyền máu. Rồi cái xét nghiệm mà được đánh giá là nhạy nhất hiện nay đối với HPV hay là viêm gan B, đó chính là xét nghiệm PCR, HCV. HCV thì đường lây của nó chính là qua đường máu hay là truyền máu vân vân. Đôi lúc là có thể, các bạn có thể thấy là có thể xác nhận lây qua đường tình dục hoặc là tiêm chích ma túy, thì đây cũng là một đường máu. Về ủ bệnh thì HCV nó sẽ ủ bệnh trong khoảng là 9 tuần, maximum là 9 tuần. Và phương pháp xét nghiệm người ta sẽ sử dụng ELISA để xét nghiệm tìm kháng thể anti-HCV. Và đồng thời người ta sẽ dùng xét nghiệm PCR để định lượng cái HCV RNA. Như vậy lặp lại một lần nữa ha, là hai xét nghiệm này đi chung chung. Rồi kế đến là người ta có thể áp dụng xét nghiệm liên quan đến bệnh gan, đó là AST, ALT nè. Nó sẽ có tăng lên rõ rệt. Rồi xét nghiệm, nếu xét nghiệm mà HCV mà dương tính á, thì sẽ cho biết là nhiễm HCV hoặc là có đang mang mầm bệnh nhưng mà cũng không có khả năng lây nhiễm, thì có thể là tùy trường hợp ha. Hoặc là đã có miễn dịch. Chính vì vậy mình nói cái phương pháp xét nghiệm kháng thể này nè chưa nói nên nhiều ý nghĩa là có bệnh hay không, và mình cần phải phát hiện lại bằng phương pháp PCR. Về cái khả năng loại trừ lây nhiễm của cái xét nghiệm kháng thể này ha, thì khá là nguy hiểm, bởi vì thời gian chuyển đổi của nó có thể lên đến 6 tháng. Thời gian chuyển đổi huyết thanh mà 6 tháng như thế này, nghĩa là 6 tháng sau khi phơi nhiễm á, mới có xét nghiệm dương tính. Về viêm gan D hay là HDV, cái loại viêm gan D này nè, nó sẽ được bao bọc bởi cái kháng nguyên bề mặt của virus viêm, cái kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B, đó là HBSAG. Cho nên trong xét nghiệm viêm gan D, người ta sẽ có xét nghiệm HBSAG. Và nếu không có cái lớp phủ HBSAG này thì cái con HDV không thể tồn tại ha. Và lây truyền thì mình sẽ thấy là đồng nhiễm với HPV. Chính vì vậy những trường hợp hay là những cái tiền sử xã hội nào mà nó có liên quan đến việc lây nhiễm HPV thì có thể dẫn đến là lây nhiễm HDV. Các bạn cứ nhớ như vậy cho nó dễ. Rồi về xét nghiệm thì mình sẽ tìm cái kháng thể kháng HDV. Ngoài cái việc là tìm HBSAG, mình tìm tiếp kháng thể, rồi dùng phương pháp ELISA. HEV, đây là một loại virus mà lây qua đường phân miệng
Và thường thì người ta nghiên cứu nó ở phòng thí nghiệm nhiều hơn ha. Có thể phát hiện dựa vào kháng thể IgM và IgG. Ở Mỹ thì không có cái nguồn gốc ca nhiễm này, mà thường là do dân du lịch bị lây nhiễm nhiều hơn. HCV là một loại virus lây qua đường máu. Và người nhận máu đã bị nhiễm thì có thể xảy ra cùng với viêm gan B và viêm gan C. Về chỉ dấu sau khi nhiễm thì ở đây mình có các chỉ dấu huyết thanh. Mình đề cập nhiều đến viêm gan B nha. HAVAB. Hồi nãy mình thấy có chữ anti đúng không? Anti có nghĩa là kháng thể, và chữ AB này cũng có nghĩa là kháng thể. Chính vì vậy các bạn có thể thấy hai cách viết anti HAV hoặc là HAVAB. Rồi HBSAG và HBEAG thì có thể đưa đến các kháng thể là anti HBS hoặc là HBSAB, anti HBO hoặc là HBEAB. Những kháng thể và kháng nguyên này ở trong cơ thể thì nó sẽ chỉ dấu được một cái mốc thời gian xác định nào đó. Ví dụ đối với IgM HAV thì mình có thể phát hiện sau 4 tuần và thể hiện bệnh nhân này đang ở giai đoạn cấp. Còn nếu mà phát hiện được IgG thì cho biết là trước đó đã bị nhiễm và đã có miễn dịch, hoặc là khi sử dụng vaccine rồi á thì có thể có miễn dịch rồi, thì mình sẽ được tìm được cái kháng thể này. Về HBV, ý nghĩa của HBSAG chính là thể hiện sự có mặt của virus viêm gan B. Chỉ dấu để phát hiện được nó chính là 12 tuần ở giai đoạn cấp ha, hoặc là đây là chỉ dấu sớm nhất khi mà bị nhiễm cấp, và cũng có thể chỉ thị ở một tình trạng mãn tính. Và lưu ý ở đây cái dễ nhớ nhất chính là mình chỉ cần biết đó, là khi HBSAG dương tính nghĩa là có virus trong cơ thể dù là cấp tính hay mãn tính. Còn nếu mà muốn nói là hết bệnh thì cái loại HBSAG này phải âm tính. HBEAG, đây là một chỉ thị cho thấy là có sự sao chép hay là lây lan rất là nhanh. Đây là thời kỳ lây nhiễm cao nếu HBEAG dương tính. Muốn có HBEAG dương tính á, thì cái HB cũng phải có HBSAG ở trong cơ thể ha. Rồi cái HBEAG này nó sẽ có thể là nó âm tính sau một cái thời gian mà đã trải qua giai đoạn lây nhiễm cao. Nhưng nếu HBSAG vẫn còn tồn tại, có nghĩa là vẫn còn nhiễm virus, chỉ có điều là giai đoạn đó là lây nhiễm không cao thôi. Rồi HBCAB, đây là một kháng nguyên lõi. HBCAG là kháng nguyên lõi và đây là kháng thể kháng kháng nguyên lõi. Nếu có chỉ dấu này thì cho biết là đã có bệnh kéo dài trong huyết thanh rồi, và đây là chỉ dấu cho giai đoạn hồi phục của bệnh nhân. Chỉ thị là đã nhiễm ở trong quá khứ. Hoặc khi tiêm ngừa thì các bạn sẽ không thấy cái xét nghiệm này đâu nha. Khi tiêm ngừa thì xét nghiệm này sẽ là âm tính, bởi vì bệnh nhân không bị nhiễm mà khi tiêm ngừa thì cái người tiêm ngừa không bị nhiễm, không mắc bệnh, không kéo dài trong quá khứ, mà họ chỉ có kháng thể là dựa vào HBSAB mà thôi. Rồi HBEAB, hồi nãy mình nói HBEAG là chỉ thị cho giai đoạn lây nhiễm cao, thì HBEAB này nó chỉ thị là đã giải quyết được cái tình trạng lây nhiễm cao đó rồi. HBSAB thì nó sẽ xuất hiện sau khoảng 4 đến 10 tháng ha. Và lúc này nó cho biết là thứ nhất là đã nhiễm trước đó rồi, có hồi phục, hoặc là có tiêm vaccine, có miễn dịch đối với HBV rồi. Và đây là chỉ dấu miễn dịch vĩnh viễn ở HBV. Nếu đã tiêm vaccine và có chỉ dấu này rồi thì xem như là có miễn dịch suốt đời với virus viêm gan B. Các xét nghiệm mà nó tương ứng với từng giai đoạn đây ha. Ở đây hồi nãy mình phân tích dựa trên HAV và HBV rồi, thì ở đây mình xem lại có đúng hay không. Giai đoạn cấp thì mình sẽ tìm IgM anti HAV. HAV không có giai đoạn mạn nên mình cho qua, và các giai đoạn lây nhiễm phục hồi cũng không luôn ha. Để xét nghiệm có miễn dịch hay không khi mình tiêm vaccine,
thì mình sẽ tìm cái anti HAV tổng cộng. Nếu có thì đó là cái xác định là bệnh nhân đã có miễn dịch. Rồi HPV có giai đoạn cấp và giai đoạn mạn, có giai đoạn lây nhiễm phục hồi thì mình sẽ tìm như thế nào? Cấp thì mình sẽ tìm HBsAg trước cái đã, đây là chỉ dấu có nhiễm. Rồi IgM anti HBC thể hiện đây là giai đoạn cấp. Mạn tính thì khoảng 2-10% người bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn mạn. Và giai đoạn mạn này thì mình sẽ tìm HBsAg dương tính. Rồi cái HBsAb có thể là có dương tính ha. Lây nhiễm cao thì mình đề cập đến HBeAg. HBeAg rồi đồng thời mình có thể xét nghiệm thêm đó là HBsAg và HBVDNA để xét nghiệm là xác định có loại virus đó trong cơ thể. HBVDNA cho mình biết được cái lượng virus nhân lên cao là cao bao nhiêu. Rồi phục hồi. Phục hồi thì mình sẽ tìm kháng thể. Có kháng thể anti-HBe, có kháng thể anti-HBs và có kháng thể anti-HBc. Về đo nồng độ virus thì mình sẽ đo trên HPV-DNA và tình trạng mang trùng là mình sẽ xét nghiệm HBsAg xem có hay không là cứ dựa vào cái HBsAg này. Miễn dịch thì mình sẽ dựa vào anti-HBs và anti-HBc. Đối với trường hợp không tiêm vaccine mà bệnh hết có miễn dịch đó, thì hai cái anti này sẽ dương. Nhưng nếu trường hợp tiêm vaccine có miễn dịch thì cái trường hợp nhờ dương tính chỉ có mỗi anti HBs ha, anti HBc không dương. HCV thì người ta sẽ tìm ở giai đoạn cấp là anti HCV, nhưng đồng thời người ta cũng phải tìm sự có mặt của virus đó là HCV RNA. Rồi ở đây ha, trường hợp miễn dịch là HCV này nè, nó chưa có vaccine nên mình thấy là HCV, HDV và HEV mình đều không đề cập đến tình trạng miễn dịch ở đây. Dựa vào bảng này, các bạn sẽ học dễ dàng được cái phần virus viêm gan B. Và tương tự thì những cái phần dễ hơn HAV và HCV thì các bạn tự ra lập bảng và học ha. Cái này cô lập giùm các bạn một cái bảng của virus viêm gan B thôi. Giai đoạn cấp thì mình sẽ tìm HBsAg và IgM. Giai đoạn mạn thì mình tìm HBs rồi thì mình xác định tiếp anti-HBc nè. Rồi anti-HBs và HBeAg. Cái HBeAg này thể hiện là nó đang có nhân lên cao. Rồi hồi phục HBeAg này nó sẽ chuyển sang giai đoạn là âm tính và anti-HBs nó sẽ dương tính thì thể hiện sự hồi phục. Mang mầm bệnh, lúc mang mầm bệnh á, thì HBs nó sẽ dương và cái IgG anti-HBc này nó sẽ dương. Nó thể hiện là đã nhiễm bệnh lâu là đang dương tính. Rồi sau tiêm vaccine thì mình sẽ thấy là anti-HBs dương nhưng anti-HBc nó sẽ âm. Ở đây mình có một cái bảng tóm tắt đặc điểm lâm sàng và dịch tễ học của những cái loại virus này. Mình sẽ thấy nó ủ bệnh trong thời gian là tương đối giống nhau đối với viêm gan A, viêm gan B hoặc là viêm gan C. Trong đó viêm gan A, cái thời gian maximum của nó cũng khoảng 50 ngày thôi. Và cái khoảng thời gian lây nhiều nhất của viêm gan A là khoảng tầm 7 ngày trước khi có triệu chứng. Cho nên khi phát hiện triệu chứng đầu tiên của viêm gan A phải cách ly với người bệnh ngay để tránh cái việc mà lây nhiễm. Rồi khởi phát của viêm gan A thì nó sẽ đột ngột ha. Trong khi khởi phát của những loại viêm gan B và C thì nó sẽ từ từ thôi. Có những trường hợp không triệu chứng, ví dụ như ở trẻ em đối với viêm gan A nè. Với người lớn, đối với 50% viêm gan B cũng không có triệu chứng, 75% viêm gan C không có triệu chứng. Rồi, có những tình trạng chuyển sang mãn tính. Đối với viêm gan B á, thì người lớn chuyển sang mãn tính chỉ khoảng 10%. Nhưng càng trẻ càng nhỏ, ví dụ trẻ sơ sinh, lên đến 90%. Viêm gan C thì người lớn chuyển khoảng là 50%.
Nhiễm những loại virus này thì có thể đưa đến tình trạng là ung thư gan và dẫn đến tử vong ha. Rồi, ý nghĩa lâm sàng. Những người bị viêm gan có thể có các triệu chứng tổng quát giống như là bệnh cúm và có thể bị bỏ qua. Và chính vì vậy, mình cần phải chẩn đoán sớm khi mà triệu chứng chưa có rõ. Rồi, tầm soát đối tượng nguy cơ. Mình áp dụng những xét nghiệm này để tầm soát đối tượng nguy cơ. Mình sẽ liên hệ bệnh sử, gia đình, xã hội. Ví dụ những người mà làm đầu bếp nè, thì họ nên được khuyên là phải làm xét nghiệm viêm gan A và nên tiêm vaccine viêm gan A để phòng lây nhiễm hoặc là bị lây nhiễm từ người khác. Rồi phân loại virus cụ thể thì mình cũng dựa vào những xét nghiệm này để chẩn đoán nhanh viêm gan cấp và có thể tiến hành điều trị, có thể cách ly những người tiếp xúc gần hoặc là ngăn ngừa lây bệnh cho những người khác. Rồi theo dõi các giai đoạn bệnh, tổng các kháng thể nè, anti-HBC mà dương tính, IgM, anti-HBC dương tính thể hiện là ở giai đoạn cấp. Nhưng mà đối với trường hợp mà chỉ có cái IgM này, nó cái IgG nó dương tính thôi, mà IgM âm tính rồi á, thì mình thể hiện nó là ở giai đoạn mạn. Rồi đánh giá sự miễn dịch ha, để xem xét là một người có miễn dịch với một loại virus viêm gan hay chưa, và kiểm tra định kỳ cho nhân viên y tế. Hoặc là một số lưu ý thì các bạn sẽ thấy mình lưu ý khi biện luận kết quả xét nghiệm, mình lưu ý về tư vấn biện pháp phòng ngừa, tư vấn về đường lây truyền. HBIG, đây là immunoglobulin và vaccine, nên được tiêm trong 24 giờ sau khi phơi nhiễm. HBIG là một cái miễn dịch thụ động và vaccine HPV là một cái miễn dịch chủ động ha. Nếu qua da thì phải tiêm trong 24 giờ, còn nếu mà có tiếp xúc tình dục thì maximum là 14 ngày. HAIG nên tiêm trong vòng 2 tuần sau khi phơi nhiễm. Miễn dịch chủ động thì mình sẽ thực hiện bằng vaccine. Như vậy, có nên tiêm phòng cho trẻ sơ sinh những cái vaccine viêm gan này hay không? Các bạn về nhà tự tìm hiểu nha. Và những vaccine khác, những cái miễn dịch liên quan đến virus khác, ví dụ như ở đây mình có sởi, quai bị và rubella. Bây giờ mình chỉ cần học kỹ một cái thôi là những cái khác nó sẽ tương tự. Sởi, quai bị và rubella thì các bạn sẽ thấy thường xuất hiện trong cùng một loại vaccine. Mình gọi vaccine đó là MMR hay là 3-in-1 á. Và có thể có những triệu chứng hoặc là không có triệu chứng rõ ràng đối với bệnh rubella. Ví dụ như là ở đây triệu chứng đó là phát ban ở trên trẻ từ 5 đến 10 tuổi, 14 tuổi hoặc là ở một số người trẻ. Và hội chứng rubella này thì nó nguy hiểm ở chỗ á, là nó sẽ gây bệnh bẩm sinh ở trẻ hoặc là nó gây sảy thai sinh non ở những người mang thai. Rồi xét nghiệm, mình sẽ có xét nghiệm tìm kháng thể, đó là kháng thể IgG và IgM. Có thể sử dụng cái phương pháp đó là ELISA. Nếu IgG âm tính thì mình xác định là không có miễn dịch và người này chưa từng bệnh cũng như chưa từng tiêm vaccine thì mới gọi là không có miễn dịch ha. IgM mà dương tính thì xác định là đang bị nhiễm cấp gần đây và xác định virus ở dạng là hoạt động. Về mẫu mình sẽ lấy đó là mẫu huyết thanh. Như vậy thì mình sẽ xác định ha, IgG bình thường là không có miễn dịch nè, IgM không có virus khi mà ELISA âm tính. Nếu IgG dương tính mà người này là bình thường thì sao? Chứng tỏ có miễn dịch, có thể là do đã hết bệnh hoặc là do tiêm vaccine. Rồi IgM mà dương tính thì thể hiện là nhiễm virus. Như vậy thì các bạn sẽ tự làm về cái phần IgG và IgM này nha. Vừa nhiễm virus gần đây thì IgG như thế nào, IgM như thế nào, đang mắc bệnh có chuyển đổi huyết thanh thì IgG, IgM như thế nào, đã khỏi bệnh thì IgG và IgM dương tính hay âm tính, rồi đã tiêm vaccine. Rồi gợi ý lâm sàng thì mình sẽ có cái kháng thể IgG nè, thể hiện cái sự chuyển đổi huyết thanh giữa hai khoảng thời gian khoảng tầm 14 ngày. Nồng độ IgM mà thấp á,
có thể lớn hơn 12 tháng. Bởi vì lúc nãy mình nói là chỉ trong vòng 1 tháng, nhưng mà ở đây mình khẳng định là có thể là 12 tháng nhưng mà ở nồng độ thấp thôi ha, sau khi tiêm ngừa hoặc sau khi nhiễm. Lưu ý đối với cái vaccine sởi quay bị rubella này thì chống chỉ định tiêm ngừa khi mang thai, bởi vì cái vaccine rubella nó là một vaccine sống và không được tiêm khi mang thai ha. Tiêm trước khi mang thai để tạo thành miễn dịch cho người mẹ thì đúng hơn. Rồi sởi, còn có tên khác là rubella, lưu ý cái chỗ này nha, dễ bị nhầm lắm nha. Mẫu thì là cũng là huyết thanh, cách đọc xét nghiệm tương tự IgG và IgM, tương tự với lại rubella luôn. Và triệu chứng của sởi thì mình sẽ thấy là những cái nốt copic này, những cái nốt copic này nó sẽ là cái đặc điểm đặc trưng của bệnh sởi. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái triệu chứng về đường hô hấp và nó sẽ có thể lây qua đường hô hấp nha. Gợi ý lâm sàng. Quá trình chuyển đổi huyết thanh cũng như là sự thay đổi IgM và IgG của bệnh sởi này tương tự với lại rubella. Quay bị. Trong bệnh quay bị thì lại có một cái đặc biệt á, là thường người ta sẽ khám lâm sàng dựa trên cái triệu chứng là sưng ở mang tai, chứ người ta không có làm xét nghiệm nhiều ha. Trừ khi cái triệu chứng này không rõ ràng hoặc là để biết được là có miễn dịch hay không thì người ta mới làm xét nghiệm. Ở hình bên phải này các bạn sẽ thấy nè, là một cái hình của một đứa trẻ bị nhiễm quay bị. Và khi đã nhiễm quay bị thì có khả năng miễn dịch suốt đời. Cái việc mà khi mà xét nghiệm viêm tuyến mang tai như vậy á, khi mà mình thấy là có biểu hiện là viêm tuyến mang tai, nghĩa là cái triệu chứng này có thể là đã có được vài ngày rồi trở lên, tầm khoảng 2 ngày. Mẫu và cách lấy thì mình sẽ lấy mẫu huyết thanh tương tự với như cái phần mẫu này thì mình sẽ lấy mẫu nước bọt. Mẫu nước bọt nó sẽ khác so với rubella và sởi. Cách lấy thì thường người ta sẽ xoa tuyến mang tai khoảng tầm 30 giây và sau đó người ta lấy bằng một cái que hoặc là một cái miếng gòn giống như là mình lấy mẫu xét nghiệm COVID vậy đó. Nhưng mà lúc này cái mẫu mà mình lấy là ở cái phần nước bọt giữa má với nú. ELISA thì có thể xét nghiệm đặc hiệu vừa nhạy để phát hiện và đo lường các protein trong huyết thanh. Ngoài ra thì những cái xét nghiệm khác có thể dùng, ví dụ như là IFA hoặc là CF hoặc là ngưng kết hồng cầu. Và bình thường thì ELISA âm tính đối với IgG và IgM, nghĩa là chưa bệnh, chưa có miễn dịch. Nếu xét nghiệm bằng IFA thì có thể dẫn đến trường hợp là âm giả ha. Về gợi ý lâm sàng, giống như hai trường hợp trước mình đã học về sởi và rubella, xác nhận bệnh thì mình có thể dùng chỉ triệu chứng lâm sàng thôi, vẫn được. Còn nếu những trường hợp không rõ ràng thì có thể dùng thêm xét nghiệm huyết thanh học hay là miễn dịch. Để điều trị thì nếu mà có những triệu chứng như là sốt hoặc là đau á, thì người ta có thể dùng thuốc hạ sốt giảm đau, ví dụ như là acetaminophen hay là paracetamol đó, và nhóm NSAID. Bệnh nhân mà dưới 20 tuổi thì hạn chế không nên dùng cái aspirin, bởi vì nó sẽ liên quan đến hội chứng Ray. Về xét nghiệm liên quan bệnh tự miễn ở đây ý mình nói là đáp ứng miễn dịch chống lại các kháng nguyên của chính cơ thể và dẫn đến phá hủy các mô và cơ quan. Một số bệnh tự miễn thì có thể chia ra thành hai nhóm, nó là nhóm liên quan đến cơ quan hay là đặc hiệu ở một cơ quan nào đó, ví dụ viêm tuyến giáp hoặc là thiếu máu tan máu hoặc là đa xơ cứng. Rồi toàn thân thì có thể kể đến cái lupus ban đỏ, các bạn sẽ thấy khá là nhiều. Để xét nghiệm những cái bệnh này thì có thể có các kháng thể như là ANA nè, ACA, rồi anti-dsDNA,
rồi các yếu tố dạng thấp nè, trong phát hiện bệnh thấp khớp hoặc là viêm khớp dạng thấp á, mà do yếu tố là miễn dịch, rồi RNA hoặc là cardiolipin. Bây giờ mình sẽ có học hai loại là RNA và một cái kháng thể nữa, đó là anti-centromere antibody. RNA, đây là xét nghiệm mà sàng lọc phổ biến nhất nếu nghi ngờ là bị thấp khớp toàn thân hoặc là bị lupus ban đỏ hoặc là các bệnh liên kết hỗn hợp. Như vậy nếu trong lupus ban đỏ thì người ta sẽ dùng cái RNA này nè để làm sàng lọc và khẳng định lại bằng việc xét nghiệm dsDNA, anti-dsDNA ha. Đồng thời để chẩn đoán lupus ban đỏ thì người ta sẽ dựa vào đó là kháng xét nghiệm kháng nguyên kháng thể cộng với cái triệu chứng lâm sàng. Về cách đọc xét nghiệm thì xét nghiệm ELISA và ESA sẽ dùng để sàng lọc là ELISA hoặc là kết hợp cả hai phương pháp. Rồi tất cả các mẫu sàng lọc dương tính đều được pha loãng bằng một cách sử dụng là tế bào HEP2. Như vậy không phải pha loãng bằng nước hay là dung dịch gì khác mà pha loãng bằng tế bào ha. Và báo cáo phải báo cáo cả cái mức pha loãng, nếu mà mức hiệu giá pha loãng này mà lớn hơn 1/160 thì mình khẳng định là dương tính. Hiệu giá mình có thể hiểu một cách đơn giản đó là nồng độ của kháng thể. Về hiệu giá ANA thấp khi mà cao tuổi, có thể là ở những người cao tuổi á, họ cũng bị những bệnh này, nhưng mà cái hiệu giá mình xét nghiệm được á, thì sẽ thấp. Và tỷ lệ mà có ANA trong bệnh lupus ban đỏ là nó tới 99% ha. Cho nên người ta sử dụng cái xét nghiệm này nè để sàng lọc lupus ban đỏ. Nếu dùng tế bào HEP2 để pha loãng thì tỷ lệ ANA ở lupus ban đỏ chính là 99%. Rồi mẫu sẽ là huyết thanh. Bình thường thì sàng lọc bằng ELISA, IFA âm tính. Nếu IFA dương tính thì nên pha loãng với mẫu và báo cáo cả cái mẫu pha loãng đó, nghĩa là cái hiệu giá, cái mức độ pha loãng mà trên 1/160 lần thì là dương tính. Ý nghĩa là lâm sàng thì dương tính không khẳng định là người này có bệnh hay không, nhưng mà mình cần phải khẳng định lại bằng một xét nghiệm khác. Nồng độ ASA, ANA sẽ thấp ở người cao tuổi và chẩn đoán SRD thì còn phải dựa thêm vào các xét nghiệm mô bệnh học X-quang và những cái xét nghiệm kháng thể khác. Có thể có trường hợp là dương tính giả ha, do thuốc hoặc là do bệnh virus. Rồi, đây là cái slide cuối cùng rồi ha, đừng lo. ACE hay là anti-centromere antibody. Cái phát hiện kháng thể này sẽ sử dụng các tế bào HEP2 trong giai đoạn phân chia tế bào khác nhau. Và đây là kháng thể kháng tâm động hay là kháng thể kháng nhiễm sắc thể đó. Thì nó sẽ được nhuộm, tâm của nhiễm sắc thể này nó sẽ được nhuộm nếu cái kháng thể này có mặt. Và bình thường thì kết quả là IFA hoặc là ELISA âm tính. Còn nếu dương tính thì cần phải pha loãng với, mình tiến hành pha loãng và xác định hiệu giá. Nó tương tự giống như cái trường hợp ANA lúc nãy. Dương tính thì nó sẽ liên quan đến cái hội chứng RES là bệnh sơ cứng, trong bệnh sơ cứng bì ha. Về hội chứng RES là gì thì các bạn có thể đọc thêm ở phần trên này. Có 5 dấu gặp đó, bao gồm hiện tượng vôi hóa, chức năng thực quản hoặc là sơ cứng bì. Như vậy thì bài của mình hôm nay đã xong rồi ha. Các bạn có hỏi gì thêm không? Nếu các bạn không hỏi gì thêm thì mình có thể kết thúc buổi học ở đây ha.